sẻ trong cái tuần kế tiếp thì có thể là nếu mà có thời gian thì trong cái tuần tới chúng ta sẽ chia sẻ thêm. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trước hết đó là chị sẽ đi qua cái điều này cũng mới chia sẻ với hội thánh buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở cái thời kỳ cuối cùng. Các bạn có nhìn thấy xe đây không đây? Các bạn có nhìn thấy xe không? Dạ thấy chị. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái bản đồ ở trong cái cuốn sách của mục sư Brian Bailey. Tiến sĩ Brian Bailey là founder của trường của Zion Fellowship, có nghĩa là cái trường Vinh Thánh mà ngày xưa chị học. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta, trái đất của chúng ta sẽ trải qua 7.000 năm. Và chúng ta biết là từ cái thời điểm của Adam á, cho đến cái thời kỳ của Hội Thánh là 4.000 năm. Từ thời kỳ của Adam cho đến thời kỳ của Abraham là 2.000 năm. Đúng không ạ? Các bạn biết là tại sao người ta tính được 2.000 năm không ạ các bạn? Vì sao? Vì người ta cộng các niên đại của các tổ phụ lại á. Chúng ta biết trong sách Sáng Thế Ký thì đều có ghi tuổi của họ hết. Cho nên rằng là khi mà cộng vào thì từ Adam cho đến Abraham thì khoảng 2.000 năm. Và chúng ta biết rằng từ Abraham đến Môi-se là khoảng từ thời kỳ của Abraham cho đến Môi-se là khoảng 500 năm. Chính xác là 430 năm, đó là 430 năm, đó là từ khi Môi-se ra khỏi xứ Charan. Nhưng mà trước đó thì Môi-se lúc ra khỏi xứ Charan là 75 tuổi. Thì các bạn biết rằng 75 cộng với 30 thì là gần 100. Và cộng với lại 400 năm mà dân Israel ở trong xứ Ai Cập nữa thì là bao nhiêu năm rồi các bạn? Thì là 500 năm. Có nghĩa rằng là gì? Từ Adam cho đến thời kỳ của Abraham là 2.000 năm. Và từ thời kỳ của Abraham đến Môi-se 500 năm, và thời kỳ luật pháp là 1.500 năm Môi-se. Thời kỳ luật pháp là Môi-se là từ Môi-se cho đến Đấng Christ đó, là 1.500 năm. Thì chúng ta thấy rằng là tính là từ Adam cho đến thời kỳ Hội Thánh hay là cho đến khi mà Chúa Giêsu thăng thiên á là khoảng 2.000 khoảng 4.000 năm. Và từ khi Chúa Giêsu thăng thiên, có nghĩa là năm 30 sau Công nguyên, hầu hết các học giả Kinh Thánh tin rằng là Chúa Giêsu sinh vào năm 3 trước Công nguyên. Không phải sinh vào năm 0 nhé các bạn. Mà sinh vào năm 3 trước Công nguyên. Cho nên rằng là cái mốc ở Công nguyên đó là phân đôi dòng Chúa Giêsu khi mà ngày Giáng sinh á, tại vì cái chữ BC ở trong tiếng Anh á là gì hả các bạn? BC có nghĩa là before Christ, BC có nghĩa là before Christ. Trước Đấng Christ. Cho nên người ta gọi là tiếng Anh là BC có nghĩa là trước Công nguyên á, chúng ta gọi là trước Công nguyên chứ thực chất ra là trước Chúa. Chúng ta bây giờ chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta biết rằng là cái chữ BC này có nghĩa là trước Chúa. Trước Chúa và AD là sau Chúa. Là thời kỳ của Chúa hay là thời kỳ sau Chúa. Thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngài đã thăng thiên từ năm khoảng năm 30 sau Công nguyên, và từ thời điểm mà ngài thăng thiên thì bắt đầu thời kỳ lịch sử Hội Thánh là 2000 năm. Và trái đất sẽ trải qua 1.000 năm bình an. Điều này được được nói tiên tri vào ở trong sách Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 8 và Thi Thiên đoạn 90 câu số 4. Có nghĩa là trước mặt Chúa thì 1.000 năm như một ngày, một ngày như 1.000 năm, là 1.000 năm ở trước mặt Chúa thì giống như một ngày. Nghĩa là đó là một cái lời tiên tri cho chúng ta biết rằng là trước mặt Chúa một ngày như 1.000 năm. Đây là cái lời tiên tri. Cho nên là thế giới của chúng ta đã cái trời tạo dựng trong 6 ngày, tương ứng với 6.000 năm. Nó là ngày làm việc, 1.000 năm thì ngày nghỉ, nó tương ứng với 1.000 năm thiên hy niên. Cho nên là 7.000 năm sự sáng tạo và tiên tri về 7.000 năm phân bổ của loài người. Đã có 6 ngày trong sự sáng tạo, có nghĩa là trong công việc hoạt động, và ngày thứ 7 thì được nghỉ. Con người đã có gần 6.000 năm, hay là gọi là 6 ngày trong công việc cực nhọc, đổ mồ hôi, khốn khổ. Và ngày thứ 6 thì kết thúc, và ngày thứ 7 bắt đầu khi Đấng Christ đến lần nữa, hay là tái lâm á. Đấng Christ tái lâm
Và khi mà Đấng Christ tái lâm ở trong cái cuối cái thời kỳ của hội thánh này thì Ngài sẽ chỉ vì ở trên đất trong chỉ vì ở trên đất 1000 năm, là gọi là thiên hiên niên hoặc là 1000 năm bình an. Và chúng ta biết rằng là khi mà Đấng Christ được cất lên á và Đức Thánh Linh giáng xuống, có nghĩa là năm 30 sau Công nguyên, thì lúc đó là thời kỳ của hội thánh bắt đầu. Các bạn hiểu điều này không ạ? Và đến và thời kỳ của hội thánh khoảng 2000 năm, dĩ nhiên chúng ta không nói rằng là chính xác là 2000 năm, nhưng mà khoảng 2000 năm, bởi vì nó tương ứng với lại cái lời tiên tri về 6000 năm sáng tạo và 1000 năm ngày trị vì ở trên đất này là 7000 năm, tương ứng với 7 ngày sáng tạo. 6 ngày sáng tạo, 1 ngày nghỉ là ngày thứ 7. Cho nên rằng là chúng ta biết rằng là trong cái thời điểm của chúng ta này, nếu như Chúa Giêsu ngài khi nếu như mà Chúa Giêsu ngài thăng thiên vào năm 30 sau Công nguyên á, cho đến thời điểm này của chúng ta ấy, thì là bao nhiêu năm hả các bạn? Cho đến năm nay là bao nhiêu năm rồi? Có bạn nào tính nhanh được không? Chúa Giêsu thăng thiên năm 30 thì thời kỳ hội thánh nếu kéo dài 2000 năm thì nó sẽ thì nó sẽ là cái năm mốc là năm 2030. Rồi đây rồi. Nó sẽ là cái mốc 2030, thì có nghĩa là nếu như mà thời kỳ hội thánh chính xác là 2000 năm á, thì chúng ta chỉ còn bao nhiêu năm nữa hả các bạn? 9 năm nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh Chúa Giêsu nói về chúng ta rằng là về ngày và giờ và Chúa đến á, thì không có ai biết được. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta biết những cái dấu chỉ về mùa, đúng không ạ? Giống như Chúa nói rằng là khi mà các con thấy cây vả giống như cái sung á, trái sung á. Ở Israel họ có cái trái vả, nó gần giống như trái sung. Cây vả nứt lộc thì các con biết rằng là mùa hạ. Nứt lộc và nó đâm chồi thì biết là mùa hạ sẽ tới. Chúng ta biết rằng những cái dấu hiệu của cái thời kỳ cuối cùng này, cho chúng là những cái dấu hiệu mà đang xảy ra trên thế giới này, cho chúng ta biết rằng Chúa đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà nếu như chúng ta thấy được rằng là gì, là hội thánh, nếu như mà hội thánh 2000 năm giống như lời tiên tri thì nó sẽ chúng ta sẽ còn chỉ còn khoảng 9 năm nữa, hoặc là đâu đó quanh 12, 13, hoặc là có nghĩa là chúng ta tính là cái khoảng thời gian thôi, chúng ta không có nói về chính xác cái năm. Nhưng mà điều đó cho thấy rằng là cái thời kỳ của Chúa tái lâm rất là gần. Bởi vì là cái chúng ta đang kết thúc, chúng ta hội thánh đang ở trong cái giai đoạn cuối cùng của cái ngày thứ 6. Thế thì cưới vợ gấp thôi. Của ngày thứ 6 rồi, chúng ta thấy không? Ngày hôm nay chúng ta đang tiến đến sự kết thúc của ngày thứ 6. Có nghĩa là ngàn năm thứ 6, và Chúa chuẩn bị bước sang ngàn năm thứ 7. Có nghĩa là ngày thứ 7 là ngày mà Ngài nghỉ các công việc của Ngài, hay còn nói cách khác là Ngài trị vì ở trên núi Siôn trong 1000 năm. Và chúng ta là những người mà trung tín với Ngài thì cũng sẽ được trị vì với Ngài. Không phải tất cả mọi người đều được sống lại và trị vì với Chúa. Các bạn phải biết lẽ thật này, chút xíu chúng ta sẽ đọc. Nhưng mà những người trung tín với Chúa, yêu kính Ngài và tận hiến cho Ngài thì sẽ sống lại và trị vì với Ngài trong 1000 năm này. Cho nên rằng là cái điều đó trong sách Khải Huyền, nếu mà các bạn nào đã đọc Khải Huyền rồi, các bạn đang biết chị đang nói gì. Nhưng mà chút xíu chúng ta sẽ vào cái phần đó. Và chúng ta biết rằng là sau cái thời kỳ của 1000 năm mà Chúa Giêsu trị vì trên đất kết thúc á, có nghĩa là kết thúc ngày thứ 7, kết thúc 1000 năm thứ 7, thì Ngài không còn trị vì ở trên đất này nữa, thì trái đất này nó sẽ bị phá hủy và được phóng cho lửa. Đó là lời của Chúa ở trong sách Phi-rơ, lời của Chúa trong thư tín Phi-rơ, Phi-rơ nhì cho chúng ta biết điều đó. Và chúng ta sẽ được chuyển lên đâu ạ? Chuyển lên một nơi mới, gọi là trời mới, đất mới, Jerusalem mới, ở trong Khải Huyền đoạn 21 và 22. Thế thì cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ nào, để cho chúng các bạn và tôi và chị biết rằng là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng, cận cái ngày mà Chúa Giêsu tái lâm rất là gần rồi. Và chúng ta biết rằng là thời gian nó không còn bao lâu nữa. Nhưng mà có một cái lời tiên tri khác ở trong có một bạn nào mở ra ở trong cái sách Sáng Thế Ký
Có bạn nào đọc sách Sáng Thế Ký về câu chuyện giấc mơ của Joseph chưa hả các bạn? Ai đọc rồi giơ tay. Hay là nói amen đi. Type amen cho nó dễ đi. Giơ tay thì nó chị không biết được nào mà giơ tay. Tại vì cái mic của cái của chị đang share cho nên là các bạn giơ tay chị không nhìn thấy á. Ý là như thế. Cho nên nói amen cho nó dễ. Ok, các bạn nào đã đọc cái câu chuyện của giấc mơ của Joseph là 7 năm về đói kém và 7 năm về sung túc, 7 năm được mùa, 7 năm đói kém. Ok. Ok, cảm ơn các bạn. Hầu hết đã đọc rồi đúng không? Hầu hết đã đọc hết rồi. Đọc hết rồi đúng không? Ok, amen. Thì trong cái câu chuyện đó chúng ta nhớ rằng là Joseph đã thấy cái giấc mơ. À xin lỗi, không phải Joseph đã thấy giấc mơ. Joseph giải mộng cho vua Pharaon và giấc mơ đó là của Pharaon. Vua Pharaon thấy hai giấc mơ. Một giấc mơ đó là 7 con bò mập nuốt cái gì? 7 cái con bò mập đó và nuốt cái 7 con bò gầy guộc. Ở trong Sáng Thế Ký để chị mở ra cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Tự nhiên sao chị lại quên. Và 7 dế lúa lép sẽ nuốt 7 dế lúa chắc. Sáng Thế Ký 41. Cảm ơn Cẩm. Câu mấy nhỉ? Đây là câu 1, câu 2 đúng không? Pharaoh nằm chiêm bao. Thấy mình đứng trên bờ sông và này ở dưới sông đi lên có 7 con bò mập. Và tốt ăn cỏ trong bưng. Nhưng mà rồi 7 con bò khác xấu dạng và gầy guộc ở dưới sông đi lên theo sau đứng gần các con bò ở dưới bờ sông. 7 con bò xấu dạng gầy guộc sẽ nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Sau đó thì lại thấy rằng là gì? Cái giấc mơ khác đó là 7 gì? Dê lúa chắc, tốt tươi trong câu 5 á, sẽ nuốt gì à? Sẽ nuốt 7 gió lúa dê lúa lép và bị gió đông thổi hát mọc theo 7 dê lúa kia. Có nghĩa rằng là ở đây á, một sư Brian nói về cái lời tiên tri này sẽ ứng nghiệm ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ bước vào 7 năm của sự dư dật sung túc, là 7 năm mùa gặt, 7 năm của mùa thu hoạch các linh hồn, 7 năm của sự dư dật và của hội thánh. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ bước vào ngay sau đó là 7 năm của cái gì hả các bạn? 7 năm của sự đại nạn. Các bạn hay thường nghe 7 năm đại nạn hơn đúng không ạ? Có ai nghe về 7 năm được mùa chưa? Hay là chỉ mới nghe 7 năm đại nạn? Còn nghe 7 năm đại nạn không? Rồi, cái lời tiên tri này là cái lời tiên tri mà cũng ứng nghiệm. Dĩ nhiên thời điểm đó nó ứng nghiệm ở trong cái thời kỳ của ứng nghiệm ở trong cái thời kỳ của Joseph nha các bạn. Nhưng mà đây cũng là lời tiên tri và ứng nghiệm ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, rằng là sẽ có. Tại vì chúng ta biết là gì, trước khi mà cái sự đoán phạt hay là cơn đại nạn đến ở trên đất trong vòng 7 năm thì Chúa cũng sẽ phấn hưng hội thánh. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói với chúng ta trong sách Agê, rất là nhiều sách tiên tri, nhưng mà Agê nói rằng thì vinh quang sau rót của hội thánh Đức Chúa Trời sẽ lớn hơn vinh quang ban đầu, đúng không ạ? Cơn mưa cuối mùa sẽ lớn hơn cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa cuối mùa đã nói về vụ gặt thời kỳ sau cùng này. Cơn mưa đầu mùa đó là nói về sự tuôn đổ Đức Thánh Linh ở trong thời kỳ đầu tiên, hay là còn nói cách khác là thời kỳ ngũ tuần á, thời kỳ đầu bắt đầu hội thánh, thời kỳ hội thánh nhé các bạn. Khi mà Chúa Giêsu thăng thiên là lúc đó là Đức Thánh Linh giáng lâm, là thời kỳ bắt đầu hội thánh nhé các bạn. Amen. Các bạn hiểu điều này không ạ? Khi mà Đức Thánh Linh giáng lâm là bắt đầu thời kỳ hội thánh. Và từ khi mà Đức Thánh Linh giáng lâm cho đến bây giờ, cho đến 2030 thì nó sẽ là 2000 năm, đúng 2000 năm luôn á. Cho nên là cái thời kỳ khoảng 2000 năm, cho nên là chúng ta thấy rằng thời kỳ nó rất là gần sang cái thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta đang ở cuối cùng cái thời điểm, bởi vì cuối thời kỳ hội thánh Đấng Christ sẽ tái lâm và cai trị trên đất này 1000 năm để mà Ngài nghỉ ngơi các công việc của Ngài. Và chúng ta biết rằng là khi mà Chúa Jesus tái lâm thì chúng ta biết rằng Satan nó sẽ bị buộc, đúng không ạ? Nó sẽ không còn các tà linh và Satan nó sẽ bị buộc, và nó sẽ không có còn tiên tri giả về Antichrist thì nó sẽ bị ném vào hồ lửa. Thế còn riêng Satan nó sẽ bị xiềng ở dưới vực sâu trong vòng 1000 năm.
Trong cái khi mà ngài cai trị ở trên đất này 1.000 năm á, thì cho nên là chúng ta thấy rằng là cái thời kỳ đó là một cái thời kỳ an ổn, đúng không ạ? Trong sách Esai đoạn cuối cùng á, các bạn nào nếu mà đã từng đọc Esai thì chúng ta biết rằng nói về về cái sự hòa thuận giữa các con vật, ví dụ như là chiên rồi rắn, hổ mang rồi sư tử nó chơi cùng với nhau, đó là nói về thời kỳ thiên hy niên hay là thời kỳ 1.000 năm bình an. Khi mà Chúa Trời trở lại thì mọi thứ nó được lập lại, thế giới này nó được tái thiết hết, mọi thứ nó được tái thiết, Chúa sẽ tái thiết tất cả mọi thứ và mọi thứ sẽ trở lại bình an, và Satan lúc đó nó sẽ bị buộc và tất cả tà linh cũng sẽ bị buộc. Và chúng ta thấy rằng là điều đó cho thấy rằng là chúng ta cần phải tỉnh thức đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên Chúa sẽ chưa đến ngay đâu, đúng không ạ? Cái các dấu hiệu chiều nay chị mới chia sẻ ở trong hội thánh, có một số cái dấu hiệu mà trước từ ngày của Chúa tái lâm mà chúng ta biết rằng là nó có gì ạ? Các dấu hiệu thì như thế nào? Các dấu hiệu thứ nhất đó là tin lành phải được rao giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân trước đã, và cuối cùng và bấy giờ sự cuối cùng đã đến. Có thể là bạn có vẻ là một số bạn đã một hai bạn đã quen thuộc với lại cái chạc này, cái vòng quay này, cái tình hình truyền giáo thế giới qua các năm thì chúng ta biết rằng là đến năm 2018 là chỉ còn 500 dân tộc mà thì chưa được đạt tới, chưa được truyền giáo phúc âm, chưa được chạm tới, là phúc âm chưa chạm tới, còn lại là chúng ta thấy rằng là thế giới đang nghe phúc âm gần hết rồi, đúng không? Mà chỉ còn 500 dân tộc cuối cùng. Dân tộc ở đây có nghĩa rằng nhóm dân nha các bạn, nhóm dân là có nghĩa rằng dân tộc thiểu số. Ví dụ như Việt Nam có bao nhiêu nhóm dân à? Bao nhiêu? 56 dân tộc anh em đúng không hả các bạn? Năm mấy nhỉ? 56 đúng không các bạn? Chị nói đúng không nhỉ? 54 dân tộc anh em đúng rồi. Ok, 54. Chị hay quên đấy, cái nào mà có 54 dân tộc mà chị cứ lộn 54, 56 à? Có mấy con số đấy chị bị lộn. Rồi 54 dân tộc, như 54 nations đúng không ạ? Thì trong cái bản tiếng Anh của chúng ta là nations có nghĩa là các dân tộc, các nhóm dân, chứ không phải là nói về dân tộc có nghĩa là cái cả cái đất nước Việt Nam của chúng ta hay là cả các đất nước khác. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái báo cáo của cái hội truyền giáo tình hình, cái hiệp hội truyền giáo, và họ nói rằng là khoảng 500 dân tộc nữa, 500 nhóm dân nữa chưa có được truyền giáo, nhưng mà đây là năm 2018. Không biết bạn Moon có tình hình cập nhật ở trong YWAM trong năm mới này không hả Moon? Hà ao ra rồi à? Bạn Hà Moon ao ra rồi à? Cái đây là cái cập nhật năm 2018, bạn Hà nha ao rồi. Thế còn cái cập nhật mới này thì chúng ta chưa, và chúng ta chỉ chưa có cái cập nhật mới nhất ở trong năm 2020. 21 thì chúng ta chưa qua, cho nên là 20 thì chỉ chưa có tình hình cập nhật nhất mới nhất, nhưng mà cái tình hình truyền giáo ngày hôm nay rất là mạnh. Và giống như chúng ta thấy rằng là đây dấu hiệu của Matthew đoạn 24 câu 14, đó là thời kỳ mà Chúa Jesus tái lâm rất là gần, khi mà tin lành của Chúa được rao giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Và chúng ta thấy rằng là chỉ còn một số lượng rất là nhỏ của các nhóm dân bây giờ chưa được tin lành, chưa được chuyển tới. Thế là năm 2018, có thể bây giờ nó sẽ còn thu hẹp lại khoảng 300 dân tộc hoặc là ít hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng là đây cũng là một trong những cái dấu hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, phải không ạ các bạn? Bởi vì là Kinh Thánh nói trong Matthew đoạn 24 câu số 14 á, là tin lành về nước Đức Chúa Trời này sẽ được rao giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân tộc, đúng không ạ? Bản tiếng Anh là nations, là dân tộc. Thì cuối cùng và bấy giờ cái sự cuối cùng sẽ đến. Thì đây chị sẽ mở lại cái chart này. Thì chúng ta thấy rằng là cái thời kỳ đấy là một trong những cái dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng. Dấu hiệu đó là sự gì ạ? Sự đến của sự rao giảng tin lành ở khắp mọi nơi trên thế giới. Rồi rồi thứ hai đó là sự hiện đến của Antichrist nữa. Kinh Thánh trong sách Thessalonica nhì đoạn 2 câu 1 cho đến câu 4 nói cho chúng ta biết rằng là nếu luận về cái sự của Chúa đến thì không, đừng có để ai lừa dối mình.
Bởi vì sẽ có con sẽ có kẻ tội ác con của sự hư mất hiện ra. Đó là Antichrist. Các bạn mở ra đi, một bạn đọc dùm cho chị. Các bạn nào mở ra nhanh. Thessalonica nhì đoạn 2 câu 1 câu 4. Thessalonica nhì vậy chị ạ? Thưa anh em, về sự quang lâm của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ và về cuộc hội ngộ giữa chúng ta với Ngài, chúng tôi xin anh em đừng dao động tinh thần hay hoảng sợ bởi tà linh, bởi lời nói hoặc thư từ nào dường như do chúng tôi gửi nào rằng ngày của Chúa đến rồi. Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào, bởi vì sự bội đạo và đến trước, và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt phải xuất hiện, tức là kẻ đối kháng, sự tôn mình lên tất cả những gì người ta là thần hoặc đối tượng thờ, lại đến nỗi ngồi vào ngôi Đức Chúa Trời, tự xưng là Đức Chúa Trời. Amen. Ở đây nói rằng là câu 1 nói rằng là luận về sự chủ đến á, hay đấng Christ tái lâm á, thì chúng ta thấy rằng lời Chúa nói rằng đừng có để ai lừa dối chúng ta, bởi vì sẽ có Antichrist đến trước. Thứ hai là sự gì? Thứ nhất là sự bỏ đạo, thứ hai là Antichrist đến trước, và thứ ba đó là gì? Là chúng ta thấy có một cái điều thứ ba trong câu số 5, đó là đền thờ Jerusalem sẽ được xây dựng. Bởi vì ở đây nói rằng Đức Chúa Trời hoặc người ta sẽ gì ra thờ lạy ngồi trong đền của Đức Chúa Trời. Và cái điều này thì chúng ta biết rằng là đền thờ của Jerusalem thì ngày hôm nay thì có rất nhiều tin tức đưa tin rằng là họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng cho việc xây dựng lại đền thờ. Và cái điều đó thì nếu mà các bạn đọc ở trong Matthew 24 câu 15, các bạn có thể ghi lại về nhà xem xét cái mấy câu kinh thánh này. Và Daniel đoạn 12 câu 11 thì chúng ta biết rằng là Chúa nói về cái sự ghê gớm tàn nát xảy ra được lập ra ở trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là đền thờ Jerusalem, và kẻ này có nghĩa là Antichrist, kẻ chống lại đấng Christ sẽ ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời và gây ra những cái sự gớm ghiếc ở tại nơi thánh của Chúa, trong đền thờ của Ngài. Cho nên là, nhưng mà hiện nay chúng ta biết rằng chưa có đền thờ, cho nên rằng đấy là những cái dấu hiệu mà sẽ cho chúng ta thấy rằng là trước cái ngày của Chúa tái lâm nó sẽ có những cái dấu hiệu đó. Rồi có cái dấu hiệu khác, đó là hai nhân chứng, có nghĩa là gì? Hai nhân chứng này là Eli và Môi-se sẽ đến và nói tiên tri trong vòng 3 năm rưỡi trước ngày của Chúa tái lâm. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái ngày của Chúa tái lâm rất là gần rồi, nhưng mà chưa đâu, đúng không? Là bởi vì những lời tiên tri của vẫn còn đang được ứng nghiệm, vẫn chưa có những lời tiên tri và trước cái ngày Chúa tái lâm vẫn được ứng nghiệm. Mà một trong những cái điều đó là các bạn hãy ghi nhớ tốt nhất mà hãy nhớ cẩn thận nhất, đó là Thessalonica nhì đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 3, câu 4, rồi nhớ về Matthew đoạn 24 câu Matthew câu 24 câu 14 và Daniel đoạn 12 câu 11. Daniel đoạn 24 câu 15 nói về việc đó là kẻ đối địch là đấng Christ nó sẽ ngồi trong đền thờ. Cho nên rằng là Chúa sẽ chưa có tái lâm ngay đâu, nhưng mà sẽ có một vụ gặt như chúng ta mới đọc ở trong sách chúng ta mới đọc xong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rằng là cái thời kỳ mà sẽ có cái mùa gặt của các linh hồn, bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thương xót, Ngài sẽ không có hủy diệt trái đất này với lại mà không báo cho thế giới biết, mà không có báo cho thế giới biết, và bởi vì thế giới sẽ, bởi vì là Chúa muốn nhiều người được cứu, không, Ngài không muốn ai bị hư mất cả. Cho nên rằng là sẽ có cái cơn phấn hưng ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, là thời điểm mà sách tiên tri sách Sáng Thế Ký nói về cái lời tiên tri của Pharaoh, nói về 7 năm được mùa. Nhưng mà cái điều đó thì cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta cần phải trang bị để trong cái thời kỳ cuối cùng này chúng ta cần phải là những cái người mà chuẩn bị cho cái cơn phấn hưng, hay là cho cái
cái việc mà có cái vụ gặt toàn cầu này, Chúa sẽ trang bị các bạn và tôi để làm công việc của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng này, trước khi mà Ngài trở lại sẽ có cơn phấn hưng. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng là cơn phấn hưng đó là gì ạ? À? Rất là nhiều khi mà các bạn nhớ nói đến cơn phấn hưng. Và cái cơn phấn hưng này không chỉ xảy ra ở Việt Nam nhé các bạn, nó sẽ có toàn cầu luôn, nó sẽ có một cái vụ gặt trên toàn cầu, ở cái phương diện rộng khắp toàn cầu luôn. Và cái khi mà nói đến cơn phấn hưng thì các bạn hãy thường tưởng tượng đến cái điều gì? Các bạn thử type, đánh máy xem nào. Các bạn nhớ đến cơn phấn hưng thì các bạn tưởng tượng đến cái điều gì? Khi mà nhắc đến cơn phấn hưng thì cái điều đầu tiên ở trong đầu của các bạn là cái gì? Các bạn suy nghĩ đến cái gì? Hàng loạt người ồ ạt đến với hội thánh, người người ăn năn tin nhận Chúa, con người bị cáo trách và ăn năn với Chúa, vui mừng. Amen. Chính xác. Còn ai không? Đúng rồi, khi mà suy nghĩ đến phần hưng là chúng ta nghĩ đến cái điều này, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà nhiều năm qua hội thánh cứ cầu nguyện xin Chúa cho phần hưng, xin Chúa cho phần hưng là như thế. Bởi vì sẽ có ồ ạt những người mà tin nhận Chúa vào hội thánh, như các cơn phấn hưng mà chúng ta đã được học ở trong trường về những cái cơn phấn hưng ở các xứ Wales, ở Thụy Điển, nó rất là nhiều nơi trên thế giới chúng ta học. Chúng ta thấy rằng là khi nhắc đến phấn hưng là hàng loạt người tin Chúa, hàng loạt người ăn năn, đúng không ạ? Có những cơn phấn hưng mà chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng họ thậm chí là gì, họ bò cả bằng chân và tay để đến hội thánh để ăn năn, để ăn năn, để tin nhận Chúa Giêsu. Rất là những cái sự tuôn đổ rất là lớn của Đức Thánh Linh. Thế thì trước cái cơn phấn hưng này thì Chúa sẽ phải trang bị những người mà sẵn sàng cho mùa gặt, đúng không ạ? Những người sẵn sàng để xây dựng lại cái vương quốc của Chúa, để Chúa sử dụng để xây dựng lại vương quốc của Chúa. Trong mỗi một thời kỳ thì Đức Chúa Trời Ngài đều có những con người yêu kính Ngài, đúng không ạ? Trong thời kỳ của Chúa Giêsu thì Ngài có 12 môn đồ, sau đó thì Ngài có thêm 120 môn đồ ở phòng cao nữa, 500 môn đồ, nhưng mà chỉ có 120 môn đồ đã vâng lời Ngài mà chờ đợi Chúa ở phòng cao. Thế cho nên là trong mỗi một thời điểm thì Chúa sẽ có những cái môn đồ của Ngài, và ngày hôm nay Chúa cũng đang trang bị các môn đồ của Ngài ở khắp mọi nơi trên thế giới để chuẩn bị cho cái cơn phấn hưng, cho cái sự tuôn đổ cuối cùng này. Và gần đây thì tôi thấy cái nhóm của mục sư Danny là thầy giáo của trường môn đồ hóa của lớp chúng ta đang khởi động mạnh mẽ cái nhóm thanh niên để chuẩn bị cho cái sự phấn hưng, và họ nhờ tôi đang làm video để khích lệ cho thanh niên ở bên Philippines. Họ có một cái hiệp hội youth, và sắp tới thì nếu mà được thì chúng ta cũng sẽ join với họ, tham dự với họ ở Philippines. Chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam nhưng mà khắp mọi nơi ở trên thế giới thì chúng ta, hậu thánh của Đức Chúa Trời đang được trang bị để cho cái cơn phấn hưng trong cái thời kỳ cuối cùng này. Và sau khi mà có cơn phấn hưng thì chúng ta biết rằng là sẽ có cái thời gian của sự đại nạn hay là khó khăn. Chúng ta biết rằng cái thời kỳ của Antichrist đến thì nó sẽ là lãnh đạo trên toàn cầu. Chúng ta biết, nếu mà bạn nào chưa biết thì tôi sẽ muốn nói nhắc lại cho các bạn biết rằng là Đức Chúa Cha Ngài, Đức Chúa Trời Ngài có ba ngôi, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì ma quỷ nó cũng sẽ bắt chước y giống như Đức Chúa Trời, đó là Satan. Nó bắt chước giống như Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Trong Kinh Thánh thì nói về cái điều này. Rồi thứ hai đó là Antichrist, nó bắt chước giả giống như Đấng Christ, cho nên là trong sách Mr. Brian nói rằng là có thể nó sẽ giả giống như Đấng Christ ở trong độ tuổi sung mãn nhất của nó, có nghĩa là khoảng 30 tuổi. Bởi vì Đấng Christ là Chúa Giêsu của chúng ta, khi mà Ngài bị đóng đinh thì Ngài cũng là khoảng 33 tuổi, cho nên rằng là nó sẽ ở cái tầm tuổi đó, là cái tầm tuổi 30, nó sẽ là một cái lãnh đạo, nó là con người nhé các bạn, nó là một con người chứ không phải là, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là nó trước đã có, bây giờ không có nhưng mà sau sẽ còn đến, có nghĩa là nó đã tồn tại trước đó, thời gian đó rồi, nhưng hiện nay nó không có nhưng mà sau thì nó sẽ đến, nó là một con người. Rồi thứ ba đó là tiên tri giả của nó,
nó đối kháng với lại ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì Satan nó đối kháng với Đức Chúa Cha, rồi Antichrist nó là một con người giống y như Chúa Giêsu luôn. Chúa Giêsu cũng là một con người, nó có nghĩa là nó làm mọi thứ giả giống như Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Giả mạo ba ngôi, rồi Đức Thánh Linh thì nó sẽ làm giả mạo, đó là tiên tri giả của nó. Thế cho nên rằng là trong cái thời kỳ mà khi mà Antichrist nó sẽ đến trong cái thời kỳ 7 năm đại nạn đó, 7 năm hoạn nạn, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh nói về 3 năm rưỡi đại nạn, nghĩa là trung kỳ đó, thì cái kẻ này là cái đây là một cái vị lãnh tụ, có nghĩa rằng là nó là đứng đầu kể cả về tôn giáo, kể cả về chính trị, kể cả về quân sự, rồi nhà kinh tế, có nghĩa là nó rất là nó được, bởi vì nó được trao quyền của Satan mà, các bạn biết nó được trao quyền của Satan. Cho nên rằng là cái môn Second Coming rất là hay, nhưng mà tôi chỉ nói qua cho các bạn biết như vậy. Thì cái điều này cho chúng ta biết cái điều gì, đó là trước cái thời điểm mà Antichrist đến thì Chúa sẽ có một cái vụ gặt linh hồn rất là lớn. Mà các bạn và tôi đang được chuẩn bị cho cái vụ gặt linh hồn đó, bởi vì ngay sau đó là sẽ cái thời kỳ khó khăn, đó là thời kỳ đại nạn, và Hội Thánh sẽ trải qua cái thời kỳ đại nạn này. Cho nên rằng là dĩ nhiên là bây giờ trong hiện nay thì có rất nhiều hội thánh nói rằng là hội thánh sẽ không có trải qua cái thời kỳ đại nạn, nhưng mà trong Kinh Thánh thì có nói về thời kỳ của Noe thế nào, thì thời kỳ của con người cũng như vậy, cũng như thời kỳ của chúng ta, thời kỳ Chúa trước Chúa sự đến cũng như vậy. Mặc dù là Noe và gia đình trải qua cái sự khó khăn trong cơn đại nạn, nhưng mà trong cơn đại hồng thủy đó, nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ gia đình của Noe. Và chúng ta cũng như vậy, hội thánh của Chúa cũng như vậy. Và cho nên rằng là hôm trước thì có bạn Nhật đã hỏi tôi về câu Kinh Thánh, đó là gì? Trong cái Khải Huyền đoạn 7 á, vì có rất là nhiều người sẽ nói rằng là hội thánh sẽ không phải trải qua, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng ở trong Khải Huyền đoạn 7 trong câu số 14 rằng là gì? Trong câu số 13 rằng là bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng là những kẻ mặc áo dài trắng đó, đó là bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng lạy Chúa. Bởi vì trong cái câu số 9 nó là vô số người mà không đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà đứng trước ngôi của Chúa. Cho nên rằng là một, bây giờ một trưởng lão hỏi sứ đồ răng rằng là những cái người mặc áo dài và trắng đó là bởi đâu mà đến? Khải Huyền đoạn 7 câu 13 các bạn. Rồi tôi thưa rằng, nghĩa là răng á, sứ đồ răng thưa rằng lạy Chúa, Chúa biết những điều đó, và người lại phán với tôi rằng đó là những người ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo của mình trong huyết của trên con. Cho nên là chúng ta thấy nói rõ ràng Hội Thánh của Chúa sẽ trải qua cái thời gian khó khăn, sẽ trải qua cái thời gian đại nạn, nhưng mà Chúa cũng sẽ bảo vệ, Chúa sẽ bảo vệ Hội Thánh của Ngài, giống như là thời kỳ của Noe, Chúa vẫn có thể bảo vệ Noe qua cái thời gian khó khăn, qua cái thời gian đại nạn ở trong thuyền, mặc dù là cả thế giới đã bị đắm chìm. Thế nhưng mà có một cái điều mà tôi muốn các bạn có cái niềm tin và có một cái hy vọng mà ở trong Chúa, và khi chúng ta sống cho Chúa thì chúng ta có cái hy vọng gì. Thế còn những người mà sống mà họ không muốn sống cho Chúa, hoặc là họ vẫn còn muốn thỏa hiệp với tội lỗi thì như thế nào? Và chúng ta hãy có cái niềm khích lệ, đó là Kinh Thánh nói rõ ràng để chúng ta biết rằng ở trong thời kỳ của Noe thế nào thì thời kỳ của con người cũng như vậy. Và ở trong Phi-e-rơ nhì thì cho chúng ta biết rằng là trong cái thời kỳ của Noe á, đó là cái thời kỳ mà gia đình của Noe được bảo vệ ở trong thuyền. Nhưng mà ở trong con tàu á, xin lỗi, không phải con thuyền, con tàu. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái người mà sẽ không được bảo vệ. Ở trong thời kỳ cuối cùng này cũng như thế, tí nữa thì tôi sẽ chỉ cho các bạn, đó là trong Phi-e-rơ nhất và Phi-e-rơ nhì. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu số 19 và 20. Xin mời Tâm đọc giùm chị. Hello Hồng Vũ. Chị đọc lại địa chỉ giùm em với. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 19 20 chị.
Rồi em đọc. Tê-rơ nhất đoạn 3 câu 19-20. Bởi đó Ngài đi giảng cho những linh hồn bị tù là những người thuở xưa không vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi trong thời của Nô-ê khi chiếc tàu được đóng. Chỉ có một ít người, tám người cả thảy được cứu qua nước. Amen. Trong này chúng ta thấy rõ ràng có một cái điều mà chúng ta đã thấy được ở trong cái đoạn kinh thánh này, đó là trong thời Nô-ê chỉ có bao nhiêu người được cứu ở trong tàu ạ? Tám người thôi. Tám người được cứu ở trong con tàu, nhưng mà khi mà Chúa Giê-xu Ngài chết và Ngài xuống âm phủ ấy, thì Ngài đã gì? Ngài đã giảng cho những linh hồn ở thời kỳ của Nô-ê, có nghĩa là những người bội nghịch. Trong cái bản của chúng ta ghi là bội nghịch, có nghĩa là nổi loạn á. Nhưng mà trong cái bản tiếng Anh thì ghi là thỉnh thoảng nổi loạn, có nghĩa là những con cái không vâng lời Chúa. Chỉ có 6 người được cứu thôi, còn những người này là những linh hồn không có được, chưa có nghĩa là chưa có được ở trong lòng của Abraham. Tại vì chúng ta biết rằng là các thánh đồ ở trong thời của trước Chúa Giêsu đều phải ở dưới gì à? Lòng đất hết, đúng không? Linh hồn của họ ở trong cái gì à? Trong paradis ở dưới lòng đất. Mục sư Brian thì nói paradis, nhưng mà phần lớn á, các học giả thì họ nói rằng là đó là lòng của Abraham, nó có nghĩa là một cái khu vực ở dưới lòng đất. Bởi vì Chúa Giêsu chưa làm sự cứu chuộc, cho nên các linh hồn ở trong thời kỳ trước Chúa Giêsu đều các linh hồn thánh đồ á, các thánh đồ đều ở dưới trong lòng đất. Và tám chị nói tám người, sáu người hả? Chị nói tám người, xin lỗi, tám người. Bạn Hà nhắc cái chị là tám người, không phải sáu người. Cảm ơn. Tám người, gia đình của Noe tám người được cứu. Thì chúng ta biết rằng là trong cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà những linh hồn này cũng ở dưới đó. Thì chúng ta biết rằng là địa ngục và nơi này gần nhau, đúng không ạ? Chỉ có khác mỗi cái là một nơi thì tươi tốt, thoải mái, đẹp đẽ, ăn vui, còn một nơi thì khốn khổ. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Lazarus và người giàu không? Mà người giàu nói rằng hỡi tổ tôi Abraham, xin nói với Lazarus rằng là hãy nhúng cái tay xuống nước để cho lưỡi tôi đỡ bị nóng. Nhưng mà Abraham nói rằng là ở bên đó và bên đây có một cái vực lớn không thể qua được, bởi vì các thánh đồ trong cái thời kỳ đó họ ở dưới lòng đất. Họ ở dưới Paris, ở dưới lòng đất này để chờ đợi gì ạ? Chờ đợi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Cho nên kinh thánh nói rằng là Chúa đã dên lên cao và dẫn muôn vàn kẻ khu tù là như vậy, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã lên và Ngài dẫn những người, Ngài đã mang tất cả các thánh đồ, hay là dần mang luôn cái paradis đó, hay mang tất cả các thánh đồ ở trước cái thời kỳ của Ngài lên thiên đàng khi mà Ngài làm xong cái sự cứu chuộc. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời kỳ đó, những cái người trong cái thời kỳ Noe này cũng là những cái người đã không được ở trong tàu. Các bạn nhớ là chỉ có 8 người ở trong tàu và được cứu thôi, còn những người khác thì đã bị chết trong cơn nước lụt. Thế nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đây cũng là những con cái của Chúa trong thời kỳ Noe, nhưng mà họ chỉ bất tuân hay là không vâng phục, thỉnh thoảng không vâng phục. Trong cái bản tiếng Anh King James ghi là sometimes disobedient, có nghĩa là một những người mà thỉnh thoảng không vâng phục, có nghĩa là nói về những người con cái Chúa mà không thật sự hết lòng yêu kính Ngài hay hết lòng vâng phục, thì họ đã bị bỏ ở ngoài tàu. Chỉ có gia đình Noe là 8 người. Cảm ơn Thu Hà, 8 người. Đôi khi chị bị nói, chị nói kiểu như chị không suy nghĩ nên chị bị nói lộn, là 8 người được cứu ở trong tàu mà thôi. Cho nên lần khi Chúa Giêsu ngày chịu đóng đinh, ngày chết, ngày đã xuống dưới cái khu vực của những cái người bị nhốt này, những cái người ở trong thời kỳ Noe bị nhốt này, để Ngài giảng đạo cho những người đó, và Ngài cũng mang linh hồn của những người đó lên, bởi vì những người đó là những người mà được cứu ở trong cái thời kỳ của Noe, nhưng không được bảo vệ trong thời kỳ của Noe, nhưng mà linh hồn của họ vẫn được cứu bởi vì họ vẫn tin Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng là ở đây thì cho chúng ta biết được cái điều gì, đó là những người mà trong thời Chúa Giêsu nói là thời kỳ của chúng ta thế nào thì gì à, thời kỳ của Noe thế nào thì thời kỳ của con người ở đây là Chúa Giêsu cũng như vậy, thời kỳ của con người cũng như thế, có nghĩa rằng người ta cũng sẽ ăn uống cưới gả cho đến khi Noe vào tàu. Trong thế giới ngày hôm nay cũng như thế, cái thời kỳ của Chúa sắp tái lâm rồi nhưng mà mọi thứ nó vẫn diễn ra bình thường. Mặc dù chúng ta đi giảng tin lành nhưng mà đôi khi người ta cũng chẳng nghe, thậm chí con cái Chúa họ cũng không nghe. Cũng thế thì cũng sẽ có xảy ra cái trường hợp đó là gì à? Sẽ có những người con cái Chúa sẽ ở trong tàu, có nghĩa là sẽ ở trong cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cũng sẽ có những người con cái Chúa sẽ không có ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng là gì à? Là họ sẽ phải chịu dày đặc, họ sẽ phải chịu khổ, trải qua cái cơn hoạn nạn,
cái cơn đại nạn này, cái thời kỳ đại nạn. Các bạn hiểu không ạ? Cho nên Chúa Giêsu nói về cái thời kỳ của chúng ta, nó là một cái thời kỳ mà rất là gần rồi. Khi mà sau khi mà Chúa phấn hưng hội thánh của Chúa thì lúc đó sẽ có một cái sự khó khăn rất lớn xảy ra, và nó sẽ chia chúng ta ra làm ba sẽ chia những cơ đốc nhân ra, cơ đốc nhân nhá, chị không nói người ngoại nha các bạn, cơ đốc nhân ra sẽ thành ba cái nhóm người, hay là gọi là ba thể loại thì nó hơi quá, như ba nhóm người. Cái nhóm người thứ nhất á là cái nhóm người mà sẽ được cất đi trước, giống như Henoch á. Trong thời kỳ của Noe thì trước thời kỳ của Noe, Henoch đã được cất lên bởi vì Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời 300 năm. Và cái thứ hai đó là gia đình Noe, dẫu rằng được trải qua cái cơn nước lụt tại ông thủy nhưng mà được Đức Chúa Trời bảo vệ. Nhưng mà cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà chúng ta mới đang đọc ở trong Thiên Đơn Nhất đoạn 3 câu số 19 và 20 á, là nhóm ở ngoài tàu. Có nghĩa rằng là những con cái nổi loạn, hay là những con cái đôi khi không có sự vâng lời. Thế cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là không phải tất cả các cơ đốc nhân không phải tất cả các cơ đốc nhân đều phải chịu khổ, đều phải chịu trải qua cái cơn đại nạn, nhưng mà phải chịu những cái sự dày đạp của Satan trong cái thời kỳ chịu khổ trong cái thời kỳ cuối cùng này. Nhưng mà sẽ có ba cái nhóm người mà cái nhóm người mà hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ được Đức Chúa Trời ngài bảo vệ ở trong cái thời kỳ cuối cùng, giống như là thời kỳ của Noe. Cho nên là Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng rằng là thời kỳ của Noe thế nào thì thời kỳ của con người cũng như vậy. Và cái điều đó được nói ở trong cụ thể ở trong Khải Huyền. Các bạn sẽ mở ra cùng với chị ở trong Khải Huyền đoạn số 12. Xin mời một người đọc ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 1 cho đến câu số 6 đi. Bạn nào đọc to rõ ràng. Em đọc ha. Xin mời. Khải Huyền đoạn 12 câu 1 cho đến câu số 6. Dạ. Một dấu lạ lớn xuất hiện trên trời, một người đàn bà mặc áo bằng trời, dưới chân có mặt trăng, đầu đội mão bằng 12 ngôi sao. Nàng có thai và kêu la vì đau đớn sắp sinh con. Một dấu lạ khác cũng xuất hiện trên trời. Kìa, một con rồng lớn màu đỏ có 7 đầu và 10 sừng. 7 đầu đội 7 mão. Đuôi nó kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng đứng trực trước người đàn bà sắp sinh nở để nuốt sống đứa con khi sinh ra. Nàng sinh một con trai. Con trai ấy sắp dùng gậy sắt mà trị vì tất cả các dân tộc. Nhưng con trai nàng được tiếp đón lên tới Đức Chúa Trời đến tận ngay ngày. Còn người đàn bà trốn vào đồng hoang, đến một nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị. Ở đó nàng được nuôi dưỡng 1260 ngày. Amen. Ở đây nói về người đàn bà, có nghĩa là hữu thánh. Ở trong Kinh Thánh có hai người đàn bà. Thứ nhất là con dâm phụ, có nghĩa là nói về hữu thánh công giáo La Mã. Và thứ hai, đó là kẻ thờ hình tượng á. Và thứ hai, và đó cũng là kẻ say máu các thánh đồ như các bạn. Nếu mà các bạn nghiên cứu, chúng ta đã học cái môn phấn hưng, chúng ta đã học một số. Đó là họ đã, chúng ta biết rằng là hội thánh của Đức Chúa Trời, các thánh đồ đã bị tàn sát bởi công giáo La Mã vô cùng nhiều. Cho nên rằng là họ đã vì cái quyền lực mà họ đã tàn sát con cái Chúa và các thánh đồ ở trong, nhất là trong những cái thế kỷ đầu tiên đó. Và các bạn biết rồi, cho mãi đến thời Martin Luther, các bạn biết rằng là khi mà cho đến thế kỷ thứ 16 là cơ đốc nhân bị bách hại dữ dội, rất dữ dội. Cho nên rằng là đó chính là đại dâm phụ, có nghĩa là đấy là nói về con đàn bà hay là kỵ nữ ở trong, mà chúng ta đọc ở trong sách Khải Huyền này, chúng ta thấy, nếu mà các bạn thấy cái cụm từ kỵ nữ, đó là chính là cái người phụ nữ đó, nó nói về công giáo La Mã đấy. Cho nên rằng chúng ta sẽ thấy rằng là nó, dĩ nhiên chị không có nói rằng tất cả những người công giáo đều là những người xấu. Rất có những người công giáo yêu kính Chúa thật, mà đến một cái thời điểm Chúa sẽ gọi họ ra khỏi cái nơi đó. Nhưng mà phần nhiều nó là một cái tổ chức tôn giáo, và nó là một cái tổ chức mà từ trước đây cho đến sau này cũng sẽ bách hại cơ đốc nhân nha các bạn. Và trong cái thời kỳ cuối cùng này cũng sẽ có cái cơn bách hại cơ đốc nhân mà Kinh Thánh có nói về cái
cái con đại dâm phụ này, bởi vì Kinh Thánh nói rằng nó sẽ uống máu của các thánh đồ và say máu của các thánh đồ. Các bạn đọc một cách khải huyền, các bạn có thể để ý, các bạn sẽ thấy. Còn thứ hai đó là người đàn bà thứ hai nói về hội thánh. Hội thánh, và ở đây nói về hội thánh của Đức Chúa Trời. Thì cái chúng ta thấy con rồng đó là ai ạ? Kinh Thánh nói con rồng đó chính là con rắn đời xưa, chính là ma quỷ Satan. Thì chúng ta biết cái cụm từ đó, con rồng là con rắn đời xưa, ma quỷ Satan. Ở trong cái câu số 9, con rồng lớn thì con xuống đất, tức là con rắn đời xưa gọi là ma quỷ và Satan nhé. Cho nên là các bạn thấy rằng khi mà nó cái cụm từ con rồng và con rắn, dĩ nhiên không phải tất cả mọi chỗ nói rắn á, rồng thì tất cả mọi chỗ nha các bạn, nhưng mà rắn có một số chỗ không phải, chỗ nào nói rắn cũng là nói về Satan nhé. Nhưng mà ở đây đang nói là đời xưa, có nghĩa là lúc mà nó cái cám dỗ Eva á. Và đây chính là con rồng, hay là nói về Satan, và nó đuổi theo người đàn bà này, có nghĩa là nó sẽ bách hại hội thánh. Nhưng mà ở trong này nói cho chúng ta biết rằng người đã trực chờ cái người đàn bà này, khi mà người đàn bà này chuẩn bị đẻ con thì sao ạ? Thì để nuốt cái đứa con nó đi, và cái đứa con đó thì theo như cái sự bày tỏ của Chúa qua cái sách của một sư Brian về sự tái lâm, thì nói rằng đây cái người con đó chính là một nhóm cơ đốc nhân trưởng thành, mà giống như ở trong cái thời kỳ của Noe, có nghĩa rằng là giống như Henoch, là những người đồng đi với Đức Chúa Trời, là những người mà không thỏa hiệp, là những người mà không có ham mến những thứ khác ngoài Đức Chúa Trời, có nghĩa là những người tận hiến. Chúng ta biết rằng là Kinh Thánh nói về Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời là bao nhiêu năm hả các bạn? Bao nhiêu năm? 300 năm. Chúng ta biết rằng là 300 là con số nói về đồng đi với Đức Chúa Trời. Đó là thì theo nguyên tắc giải kinh, luật first mention đó là nhắc đầu tiên, đó là 300 đó là con số đồng đi với Đức Chúa Trời. Nói về những người sẽ đồng đi với Đức Chúa Trời là sẽ là những người mà sẽ ở đây là một nhóm người sẽ được cất lên giữa cơn đại nạn. Giữa cơn đại nạn có nghĩa là giữa thì 3 năm, trong vòng 3 năm rưỡi, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái sự hoạn nạn nó xảy ra trong vòng 7 năm, thì giữa 3 năm rưỡi đó, cái 3 năm rưỡi thứ sau gọi là đại nạn, thì sẽ có một cái nhóm cơ đốc nhân, bởi vì Kinh Thánh nói ở trong cái câu số 5 rằng là gì? Một con trai được sanh một con trai, và con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc, đứa trẻ được tiếp lên đến Đức Chúa Trời và ngôi ngài. Có một số học giả thì họ nói ở đây là Chúa Giêsu, nhưng mà điều nói không đúng, bởi vì đây là nói về thời kỳ cuối cùng. Chúa Giêsu thì ngài đã gì ạ? Ngài không phải là ngài được tiếp lên ngôi Đức Chúa Trời trong khi ngài sinh ra. Điều này nó không đúng, bởi vì là Chúa Giêsu ngài đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời rồi. Và đây là trong sách Khải Huyền này đang nói về thời kỳ cuối cùng này, chứ không phải là nói về Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa Giêsu của chúng ta đã 2000 năm trước ngài đã thăng thiên và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời rồi. Cho nên rằng là ở đây thì một số Brian đã được bày tỏ rằng cái đứa con trai trẻ này, cái đứa trẻ mới sinh ra này và cả cai trị đó là một cái nhóm tín hữu trưởng thành, là nhóm tín hữu yêu kính Đức Chúa Trời, giống như là thời kỳ của Noe ấy, thì Henoch cũng được cất lên trước, sau đó đến thời kỳ của Noe. Và có ba cái nhóm người trong thời kỳ của Noe mà giống như thời kỳ của chúng ta. Nhóm thứ nhất đó là những người giống như Noe, trưởng thành đồng đi với Đức Chúa Trời và được cất lên trước, sau đó là đến thời kỳ của Noe là được những người được bảo vệ ở trong con tàu, bảo vệ trong con tàu suốt cái thời gian nước lụt. Và nhóm thứ ba là cái nhóm mà chúng ta vừa mới xem, là những người bị chết ở ngoài tàu á, là những người các con cái không vâng lời á, bị chết ở ngoài tàu, và nhưng mà Chúa vẫn có thương xót, họ có được cứu, hoặc các bạn họ được cứu. Thì trong cái thời kỳ cuối cùng này cũng sẽ như thế. Cái nhóm này là cái nhóm sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, nói về những gì con cái trưởng thành của Đức Chúa Trời. Không phải tất cả mọi người đều sống lại và cai trị với Chúa, chỉ có những cái người mà gì đắc thắng mà thôi. Chúng ta sẽ đọc ở trong, các bạn sẽ đọc ở trong Khải Huyền đoạn, các bạn sẽ đọc trong Khải Huyền đoạn 20. Khải Huyền đoạn 20, bạn nào đọc tâm đọc giúp chị từ câu 4 cho đến câu số 7 luôn, câu 4 cho đến câu 6. Khải Huyền đoạn 20 câu 4 đến câu 6 hả chị? Khải Huyền 20 câu 4 cho đến câu 6.
Tôi thấy các ngai và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì làm chứng về Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời, cùng linh hồn của những người không chịu thờ lạy con thú và thần tượng nó, không nhận lấy dấu ấn của nó trên trán hoặc trên tay. Họ đều sống lại và trị vì với Chúa cứu thế suốt 1.000 năm. Những người chết khác chưa được sống lại cho đến khi hết hạn 1.000 năm. Đây là sự sống lại thứ nhất, phước hạnh và thánh khiết thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế và đồng trị vì với Ngài suốt 1.000 năm. Amen. Ở đây nói về những người sẽ được trị vì với lại Đức Chúa Giêsu ở trong 1.000 năm ở trên đất này. Kinh Thánh nói rõ ràng trong câu số 5 rằng còn những kẻ chết khác sẽ không được sống lại cho đến khi 1.000 năm mãn hạn hay là đủ 1.000 năm. Và ấy là sự sống lại thứ nhất. Thế cho nên rằng là ở đây nói rằng tôi thấy có những người trên ngai và ngồi được quyền xét đoán. Ở đây nói về những cái người mà gì à, những người chiến thắng. Những người chiến thắng thứ nhất đó là gì à? Những người đó chết chém vì Chúa Giêsu này, rồi những người không thờ lạy con thú, rồi cùng hình tượng nó, giấu nó. Cho nên rằng là những người mà chúng ta, nếu chúng khi mà chúng ta trải qua những cái sự khó khăn nhưng mà chúng ta vẫn trung tín với Chúa, chúng ta bước đi theo Ngài, thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ dự phần ở trong cái sự sống lại thứ nhất, hoặc là chúng ta sẽ trong thời đại này chúng ta sẽ gặp Chúa, đúng không ạ? Sống lại đó là cho những người chết thôi. Thế còn là những hội thánh của Chúa sẽ được cất lên đám mây. Chúng ta biết rằng là trong Kinh Thánh sách Thê-sa-lô-ni-ca nhất thì chúng ta biết rằng là những người gì ạ? Khi Chúa tái lâm thì thứ nhất là nhóm thứ nhất được lên với Chúa đầu tiên, đó là nhóm nào các bạn? Nhóm người chết, người ngủ, người chết ở trong Chúa sẽ được sống lại và lên gặp Chúa đầu tiên. Chúng ta sẽ còn là còn đang còn sống ấy, sẽ theo sau họ mà đi lên gặp Chúa ở nơi không trung. Có nghĩa rằng là cái nhóm đó sẽ đi lên trước và chúng ta sẽ theo đuôi cái nhóm đó. Những người chết sẽ được, những người chết trước sẽ được lên trước và chúng ta là những thánh đồ mà được sống lại hay là mà được cai trị ở trong cái ngàn năm bình an này cũng sẽ theo lên đó với Chúa và gặp Chúa ở nơi không trung. Thế thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng rằng là không phải tất cả mọi người đều được sống lại hay là đều được cất lên để gặp Chúa, để cai trị ở trong ngàn năm bình an. Amen không ạ? Bởi vì trong này nói rõ ràng rằng còn những người sống khác thì sẽ không có được cai trị trên đất 1.000 năm. Nhưng mà những người được sống lại trong lần sống lại thứ nhất đó là những người sẽ cai trị 1.000 năm. Và chúng ta biết rằng là ở đây nói rằng là sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, tại vì gậy sắt đó là đang nói về cái về cái thẩm quyền, về cái quyền cai trị. Ở trong Kinh Thánh gậy sắt là nói về cái quyền cai trị. Đó, hay là vương trượng là nói về cái quyền cai trị, gậy sắt hoặc là cây phủ việt hoặc cây vương trượng là nói về cái quyền cai trị. Mà Chúa Giêsu Ngài dĩ nhiên là Ngài đã có cái điều này, và chúng ta cũng được hứa cái điều này, bởi vì Kinh Thánh Chúa nói rằng là hãy cầu ta sẽ ban cho con gì? Các ngoại bang làm cơ nghiệp và đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ cai trị nó bằng một cây gậy sắt, đúng không ạ? Trong Thi Thiên đoạn 2 câu số 89 thì phải. Cho chúng ta biết điều này. Cho nên rằng là cái nhóm mà con trẻ này là cái nhóm mà theo như Mục sư Brian là một cái nhóm mà sẽ được giống như Henoch đã cất lên trước, cất lên vào giữa cái thời kỳ đại nạn, có nghĩa là 3 năm rưỡi, giữa thời kỳ 3 năm rưỡi. Thế còn cái nhóm còn lại đó là gì? Nhóm còn lại đó là người đàn bà. Còn người đàn bà trong câu số 6 đoạn 12 câu số 6 sách Khải Huyền, đúng là lúc nãy bạn Tâm đọc rồi, còn người đàn bà có nghĩa là nói về hội thánh á, sẽ gì? Sẽ được trốn vào, người đàn bà sẽ trốn vào đâu đây ạ? Vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày, có nghĩa là 3 năm rưỡi. Có nghĩa là đây là nhóm về hội thánh. Nhóm hội thánh thì là sao ạ? Là người đàn bà sẽ được gì? Sẽ được Chúa sắm sẵn cho một nơi. Sắm sẵn cho một nơi đó là 1260 ngày, có nghĩa là 3 năm, khoảng 3 năm rưỡi. Và trong cái cơn đại nạn này thì Chúa sẽ bảo vệ. Đây là chính là cái nhóm mà hình ảnh về Noe ấy. Chúa sẽ bảo vệ qua cái thời kỳ đại nạn. Sẽ còn một cái nhóm nữa, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái điều này khi mà hội thánh của chị đã qua cái đã đi thăm hội thánh Hàn Quốc là hội thánh của bà Mục Sư Na. Như bà Mục Sư Na đã được Chúa đưa lên thiên hàng không biết là 9 lần hay 11 lần. Thu Hà có nhớ là bà đó được đưa lên thiên đàng 9 lần hay 11 lần gì đó. Là bà ấy kể lại về rất nhiều điều về thiên đàng rất tuyệt vời. Hội thánh của bà ở Hàn Quốc thì rất lớn, chị đã đi thăm rồi. Nhưng mà năm vừa rồi thì khi mà các lãnh đạo đi sang thăm lần thứ hai
thì bà đã dẫn họ đi về những cái vùng quê, có một cái vùng quê rất là xa, xa trung tâm thành phố, và họ đã mua những cái khoảng đất rất là lớn ở đó và xây dựng những cái căn nhà nhỏ và chuẩn bị cho cái thời điểm đại nạn này, chuẩn bị cho hội thánh trong cái thời điểm đại nạn này, tự cung tự cấp, nuôi nuôi trồng và trồng rau, giống như trồng rau nuôi gà, nuôi trồng để tự cung tự cấp và chuẩn bị. Lý do mà họ đưa hội thánh Việt Nam tới đó thăm các lãnh đạo, trong đó có một sư phụ và các lãnh đạo tổng hội Chúa Giêsu, là vì sao? Là vì họ muốn biết, họ muốn nói cho hội thánh ở Việt Nam biết rằng hãy chuẩn bị cho cơn đại nạn. Nhưng hội thánh chị thì thực chất ra bây giờ vẫn, một sư phụ vẫn không biết, và một sư phụ vẫn tin rằng là hội thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn. Nhưng mà điều đó không đúng. Chúng ta vừa mới đọc kinh thánh, chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có nhiều người sẽ phải trải qua cơn đại nạn, nhưng mà Chúa sẽ có ba nhóm người giống như chúng ta đang nói đây, và nhóm của Noe, nhóm giống như Noe là nhóm yêu kính Ngài thì sẽ được Chúa bảo vệ. Và trong này nói rõ ràng là cái người phụ nữ này á, cái người đàn bà này sao? Trốn vào đồng vắng, và tại đó người đã gì? Người đã có một cái nơi để nuôi, Đức Chúa Trời đã sửa soạn để nuôi mình trong 1260 ngày. Thế cho nên rằng là đây cũng có một cái sứ điệp ở trong cái điều này mà chị muốn nhắc cho các bạn. Thực ra ở trong dưới cái câu số 13 này có nói tiếp này, đó là khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất đó, có nghĩa là con rồng là Satan, nhưng nó đuổi theo người đàn bà, đuổi theo hội thánh của Đức Chúa Trời, bèn đuổi theo người đàn bà và đã sanh con trai. Nhưng mà người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặt bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó người được mua trong một thì, các thì và nửa thì, có nghĩa nói 3 năm rưỡi, trong thời gian 3 năm rưỡi đại nạn Chúa sẽ chăm sóc hội thánh của Ngài, Chúa sẽ bảo vệ để lánh xa mặt của con rắn. Rắn vẫn là con rồng nhé, vẫn là Satan. Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông, nhưng mà đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hả miệng nuốt con sông, nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng các con gái, con cái khác của người đàn bà đó, và nhưng mà là những kẻ vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Con rồng đứng ở trên bãi cát của bờ biển. Thì chúng ta thấy rằng người đàn bà, Chúa sẽ bảo vệ người đàn bà, có nghĩa là hội thánh ở trong cái thời kỳ đại nạn, có nghĩa là thời kỳ 3 năm rưỡi, cái thời kỳ đại nạn á. Tại vì cái thời kỳ 7 năm là thời kỳ hoạn nạn, nhưng mà cái đại nạn á, có nghĩa là hoạn nạn lớn nhất á, thì nó sẽ vào cái thời kỳ 3 năm rưỡi cuối cùng. Nhưng mà cái điều mà chị đang muốn nói ở đây đó là trong cái thời điểm mà Chúa cho hội thánh của Chúa sẽ trải qua cái cơn phấn hưng, hay là sẽ trải qua cái thời điểm của sự mùa thu hoạch á, bởi vì cái lễ cuối cùng với Israel gọi là lễ thu hoạch hay là lễ liều tạm. Lễ liều tạm là lễ thu hoạch, là vào cuối năm là người ta thu hoạch mọi cái trái cây. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang bước vào cái lễ cuối cùng, đó là lễ liều tạm á. Chúng ta đang bước vào cái thời kỳ của lễ cuối cùng, đó là cái thời kỳ lễ liều tạm, có nghĩa là lễ thu hoạch. Thế thì Chúa đang sẽ muốn trang bị cho chúng ta để chúng ta hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng sẽ giống như Joseph. Chúa sẽ trang bị cho chúng ta để khi mà gì, chúng ta sẽ, chỉ tin rằng là trong thời kỳ cuối cùng này Chúa cũng sẽ trang bị cho các bạn và chị biết về tài chính nữa, biết về tài chính, biết về cách quản lý giống như Joseph, để Chúa trang bị cho chúng ta để chúng ta biết cách quản lý trong nhà của Đức Chúa Trời cho cái thời điểm mà mùa gặt đến. Chúng ta nhớ rằng là Joseph á, cái mùa gặt đến thì mùa Joseph làm gì hả các bạn? Joseph đã thâu góp, đúng không ạ? Đã thâu góp để gì? Để làm gì? Để dành cho, để dành lại, để thu trữ cho 7 năm của sự gì ạ? Của đói kém. Cho nên rằng là trong cái thời kỳ cuối cùng này Chúa cũng sẽ trang bị các bạn và chị để cho cái khi mà có cái mùa gặt đến, khi mà có những cái sự thu hoạch, khi mà có rất nhiều những linh hồn ở trong nhà của Chúa, thì chúng ta biết cái cách quản lý như thế nào trong nhà của Chúa, không chỉ là chỉ về tài chính không, nhưng mà về cả con người nữa. Cho nên Chúa sẽ dạy cho chúng ta cách quản lý cả về tài chính và về con người trong thời kỳ cuối cùng này cho thế hệ thanh niên này. Bởi vì thế hệ này là của chúng ta, là thế hệ mà sẽ đón chào Chúa Giêsu tái lâm, đúng không ạ? Chúng ta, nếu chúng ta thấy rằng theo như mục sư Norman Holmes ở trong trường Kinh Thánh, là hiệu trưởng trường Kinh Thánh Zion của chị ở bên Philippines, thì ông là con thuộc linh của mục sư Brian. Ông nói rằng là có thể là chỉ khoảng tầm 20, 15 đến 20
20 năm hoặc 25 năm nữa thì Chúa Jesus sẽ tái lâm. Và chúng ta biết rằng là từ thời kỳ của Hội Thánh là Đức Thánh Linh Ngài giáng lâm á, là năm 30 sau Công Nguyên cho đến thời kỳ 9 năm nữa của chúng ta đã là thì là thời kỳ 2000 năm rồi. Chúng ta thấy rằng là đó là cái thời kỳ sắp xỉ 2000 năm thời kỳ của Hội Thánh, nó rất là gần rồi. Cho nên rằng là chỉ có khoảng 9 năm là đến 2000 năm thôi. Cho nên rằng mà chúng ta thấy rằng là cái phúc âm của Chúa đã khắp mọi nơi. Nhưng mà một trong những cái dấu hiệu khác ở trong cái thời điểm này, chị tin rằng là Chúa sẽ cho chúng ta biết một trong những cái dấu hiệu khác nữa, đó là chúng ta sẽ thấy cơn phấn hưng của Chúa. Khi nào chúng ta thấy bắt đầu vào những cái cơn phấn hưng của Chúa là chúng ta sẽ bắt đầu có thể ước tính được cái thời gian, đúng không ạ? Thời gian được mùa và thời gian gì sau ngay sau đó là một cái thời gian, là thời gian 7 năm được mùa và ngay sau đó là một cái thời gian 7 năm của cơn đại nạn, của sự hoạn nạn. Thế thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta thấy, nhưng mà không phải là từ lúc này đến cho khi mà chúng ta thấy vụ gặt thì chúng ta mới lao vào làm công việc Chúa, không phải. Trước vụ gặt chúng ta cần phải gì ạ? Trang bị rất là nhiều. Ai ở đây làm nhà nông đã từng làm lúa rồi thì sẽ biết rằng là trước vụ gặt sẽ phải trang bị sân này, phơi này, trước vụ gặt sẽ phải trang bị bạt này, trước vụ gặt sẽ phải, đa số những nhà ở quê ấy, là chị thấy họ lát lại cái sân của họ cho nó đẹp đẽ. Để vì sao? Bởi vì cái vụ gặt đến rồi thì đâu có chuẩn bị kịp nữa hả các bạn? Vụ gặt đến lúc đó mới đổ sân hả? Không được. Lúc đấy thì lúa nó sẽ chín hư hết ngoài đồng. Khi mà gặt lúa cái là phải cắt lúa đưa vào và phơi luôn, đúng không ạ? Phơi luôn, phơi ngay và đưa ngay vào trong. Thế cho nên cái thời điểm mà chuẩn bị cho vụ gặt không phải là thời điểm mà ngay thời điểm phấn hưng, không phải, mà chính là thời điểm này. Amen. Cho nên rằng các bạn và chị có một cái nhiệm vụ rất là lớn. Trong cái thời điểm này chúng ta đang có một cái nhiệm vụ rất là lớn, bởi vì Chúa đang trang bị cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta, để cho phép Chúa trang bị cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này, để Ngài sử dụng chúng ta cho cái vụ gặt. Bởi vì nếu mà vụ gặt đến thì chúng ta sẽ không có chuẩn bị được kịp nữa, đúng không? Mà chúng ta không có chuẩn bị được kịp nữa. Chuẩn bị là chuẩn bị trong cái thời điểm trước cái vụ gặt thôi, đúng không? Mà giống như nhà nông, các bạn nào đã từng ở nhà nông, chị đã ở nhà nông tiếp, là trước vụ gặt là phải chuẩn bị sân phơi, là phải chuẩn bị cào, chuẩn bị liềm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, rơm để đi bó lúa, chuẩn bị rất nhiều thứ, chứ không phải là ngày mai đi gặt thì hôm nay bắt đầu mới chuẩn bị sân phơi, hôm nay mới bắt đầu láng sân để cho nó o, láng o để cho nó phơi thóc. Bởi vì sân mà nếu mà nó không có láng thì phơi tóc không có được, kiểu như vậy. Rồi không phải ngày mai mới đi mua bạt, nhỡ mưa cái thì sao, đúng không ạ? Và nếu mà chuẩn bị chậm mà không có kịp cả gặt lúa thì sao? Bạn nào đã từng đi gặt lúa thì biết rằng nó sẽ rụng hết, phải không ạ? Nó sẽ rụng hết, tại vì lúa chín rồi mà, các bạn không cần ngay trong hôm nay ngày mai, một vài hôm là lúa nó sẽ rớt hết, nó sẽ rụng và nó sẽ hư hết luôn ở ngoài đồng luôn. Cho nên là có những cái đợt mà bị, nếu mà vào mưa bão mà không đi gặt lúa được ấy, thật sự là rất khốn khổ cho nhà nông luôn ấy. Là vì lúa nó rụng hết. Ở đây có ai từng làm lúa thì biết cái điều đó, đúng không? Ai ở đây có làm nông dân không? Có bạn Cẩm gật đầu liên địa, chắc là chị biết là bạn Cẩm làm nông dân thì biết cái điều đó. Còn cái bạn thành phố có lẽ là không biết rồi. Thì có nghĩa rằng chúng ta đang ở trong cái thời điểm của sự chuẩn bị, đúng không ạ? Cái thời điểm của Ngọc Anh cũng biết gặt lúa cơ ạ. Chị tưởng đâu ở Hà Nội đó biết gặt lúa. Em biết trồng lúa, gặt lúa. Em biết cắt mạ. Đấy. Đó. Nhật cũng biết ạ? Gặt lúa là kỷ niệm của em luôn, là để em gặt thử lần muốn đứt nguyên cái tay. Thế thì có nghĩa rằng là trước, ý chị đang muốn nói đây đó là chúng ta đang ở trong cái thời điểm trước cái vụ gặt, mà Chúa đang kêu gọi những người có tấm lòng với Ngài. Chúa đang kêu gọi những người mà Ngài có thể sử dụng cho cái cơn, cho cái vụ gặt, để Ngài đang trang bị chúng ta, giống như là người nông dân trang bị mọi thứ trước vụ gặt. Thì Chúa cũng trang bị chúng ta trước cái vụ gặt để Ngài sử dụng chúng ta cho cái cơn phấn hưng ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Nhưng mà khi mà vụ gặt đến rồi chúng ta sẽ không còn chuẩn bị kịp nữa. Thế cho nên rằng là đời sống của chúng ta thời điểm này chúng ta rất là phải tỉnh thức, đúng không ạ? Tỉnh thức để mà Chúa trang bị chúng ta, Chúa có thể gọi chúng ta, Chúa có thể trang bị chúng ta, Chúa có thể sửa soạn đời sống của chúng ta cho Ngài, cho cái cơn phấn hưng. Thế thì đấy là cái người đàn bà. Là người đàn bà sau khi cơn phấn hưng có nghĩa rằng là Chúa trang bị chúng ta, để sau đó chúng ta, Chúa cũng sẽ dạy chúng ta biết cách làm như thế nào, giống như Joseph ấy, cho nhà của Chúa, đúng không ạ? Dĩ nhiên là tôi chỉ nói là cho nhà của Chúa, bởi vì Chúa sẽ chỉ sử dụng những người lo cho nhà của Ngài thôi. Các bạn có nhớ ở trong IG đoạn 2, đoạn 1 lời của Chúa của trách dân Israel là gì không? Các ngươi ở nhà có trần ván nhưng mà nhà ta thì đổ nát hoang vu, có nghĩa nói về đền thờ của Đức Chúa Trời không được xây dựng.
Chúa sẽ trang bị những người yêu kính Ngài và muốn lo cho công việc của nhà Ngài, muốn lo cho bầy chiên của Chúa, muốn lo cho những linh hồn ở trong thời kỳ cuối cùng này. Giống như Joseph đã lo cho một dân tộc luôn, đúng không? Cho dân cả một dân tộc Israel luôn. Chính vì dân tộc Israel cho nên là cái dân Ai Cập nó mới được phước ấy. Đúng không ạ? À? Chứ không phải là vì dân Ai Cập mà dân Israel được phước đâu nha các bạn. Các bạn đừng lộn nhé. Chính vì giao ước với Abraham cho nên rằng là Đức Chúa Trời đã sai Joseph đi trước để chuẩn bị để cứu dân Israel ra khỏi cái cơn hạn hán, cho nên cái dân Ai Cập họ được phước bởi vì họ đã cưu mang, Chúa đã sử dụng họ để mà giấy Joseph lên trở thành tể tướng, bởi vì dân Israel á, cho nên bởi vì giao ước với Abraham cho nên cái dân Ai Cập này nó mới được phước đấy, đúng không hả các bạn? Nó mới được trải qua cái cơn đói kém, hoạn nạn đói kém, chứ nếu không thì nó cũng chết đói giống như các dân tộc xung quanh phải đến mua lúa của nơi Joseph. Nếu không phải Ai Cập, Chúa cũng sẽ sử dụng các dân tộc khác thôi, đúng không ạ các bạn? Nhưng mà nếu không phải vì Israel thì Ai Cập cũng sẽ không có được đặc ân đó. Cho nên là vì Israel, vì giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. Thế cho nên là chúng ta cũng như thế, Chúa cũng sẽ sử dụng chúng ta để lo cho công việc nhà của Ngài. Amen không ạ các bạn? Để lo cho nhà của Ngài có nghĩa rằng Chúa sẽ trang bị cho chúng ta cả về lời của Chúa và cả về các cái kiến thức tài chính, giống như là các cái sự hiểu biết về tài chính, giống như là Chúa đã trang bị cho Joseph ấy. Hiểu biết về cái cách làm như thế nào, có sự khôn ngoan của Chúa trong cái sự dẫn dắt của Ngài, làm như thế nào để thâu trữ lương thực trong cái thời kỳ của cơn phấn hưng, trong cái thời kỳ của cái vụ gặt được mùa, trong 7 năm được mùa, để mà giữ lại cho những cái năm mất mùa, giữ lại cho cái thời kỳ mà đói kém hạn hán. Thế thì Chúa cũng sẽ trang bị cho các bạn và chị trước trong cái thời điểm này, để khi mà vụ gặt đến chúng ta biết làm thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời để lo cho nhà của Chúa cho cái 7 năm của đại nạn, của sự hoạn nạn, của đại nạn. Và các bạn thấy rằng là có cái điều này, đó là chị nói rằng là cái hội thánh của bà Na ấy, là hội thánh Hàn Quốc ấy, là họ đã chỉ cho hội thánh Việt Nam, họ đã mời hội thánh Việt Nam sang đó, họ tiếp đãi, họ cho mấy vé máy bay, họ cho đi chơi, họ cho sang đó để họ chỉ cho chúng ta biết rằng là chúng ta hội thánh Việt Nam cần phải làm như thế nào, đúng không ạ? Hội thánh Việt Nam cần phải làm như thế nào để chuẩn bị cho nhà của Đức Chúa Trời trong cái thời gian 7 năm của sự đại nạn, 7 năm của sự khó khăn. Bởi vì theo như mục sư Norman á, thì nói rằng là mục sư Norman nói cái điều này và chị rất đồng ý, đó là cái thời kỳ đó, cái thời kỳ mà của cái sự khó khăn mà khi mà Antichrist á, nó dấy lên và nó phải bắt tất cả mọi người phải nhận dấu của nó, các bạn nhớ không ạ? Thì để mới có thể mua cùng bán được, thì mục sư Norman nói rằng là cái điều đó nó rất là có thể xảy ra chỉ ở trên thành phố thôi, hoặc là những cái vùng mà phát triển, những vùng thị trấn, còn những cái vùng quê, những cái vùng mà xa, thì tôi tin rằng là điều đó người ta vẫn có thể trao đổi mua bán mà không có cần phải giống như hiện nay. Ở đây hiện nay là các bạn thấy rằng đa số người ta giao dịch qua gì ạ? Qua thẻ internet, đúng không ạ? Qua thẻ card, qua internet banking, qua cái thẻ ngân hàng, rút tiền cũng qua thẻ ngân hàng, mọi thứ qua thẻ ngân hàng. Cho nên rằng là mục sư Norman nói rằng là rất là có thể những cái vùng quê thì họ không có bị ảnh hưởng. Đó là một trong những cái lý do mà chị thấy rằng là Hội Thánh Bà Na đã mua những cái vùng đất rất là xa trung tâm thành phố để mà tại nơi đó xây những cái ngôi nhà nhỏ, rất là nhiều ngôi nhà nhỏ và những cái trang trại nhỏ để cho hội thánh khi mà đến cái thời điểm thì họ sẽ rút về đó. Cho nên là họ đã đưa hội thánh mục sư phụ, các lãnh đạo trong hội thánh mục sư phụ đi để xem cái khu vực đó. Thì ở đây cho thấy rằng là dĩ nhiên rằng là ở Việt Nam chúng ta chưa có một ai biết về cái điều này hết, và đa số là họ tin rằng là hội thánh sẽ được cất lên trước khi cơn đại nạn. Dĩ nhiên rằng là chị thì chị học rất là kỹ càng cái môn này, và thậm chí chị cũng học về cái việc hội thánh được cất lên trước cơn đại nạn, nên chị cũng khá là rõ ràng. Nhưng mà điều đó không đúng. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói trong Matthew 24 ấy, rằng là chúng ta sẽ trải qua những cái thời điểm cho đến cái câu 30 mấy của cái đoạn 24 Matthew 24, đó là khi mà Chúa Giêsu tái lâm, 33 thì phải, là chúng ta, nếu mà các bạn 31 á, là chúng ta thấy rằng là các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ theo cái tiến trình
là hội thánh phải sẽ phải trải qua cái điều đó, chứ không có phải là giống như là ở trong đó không có hề nói rằng là hội thánh sẽ được cất lên trước cái khó khăn đó. Các bạn nhớ rằng là Chúa Giêsu nói điều này khi mà những ngày cuối cùng, hình như một ngày cuối cùng mà trước khi Chúa Giêsu bước lên thập tự giá, có nghĩa là đây là những cái lời vô cùng quan trọng trong Matthew 24 và nó sẽ theo tiến trình. Và chúng ta đang ở trong cái giai đoạn số 2, có nghĩa là giai đoạn số 2 đó, và trong cái khoảng cái câu số 11, câu số 9 cho đến câu số 14 của sách Matthew, chúng ta đang ở giai đoạn 2 này, có nghĩa là đang nói về gì ạ? Dân nọ thì cùng dân kia này, tin giả nổi lên này, rồi trong sách Luca nói về bệnh dịch gia tăng này, đúng không ạ? Rồi nhiều người ghen ghét vì cớ danh ta, các người sẽ có hoạn nạn này, vân vân. Đấy là cái giai đoạn mà chúng ta đang trải qua. Nhưng mà qua cái giai đoạn thứ hai này sẽ ra đến giai đoạn thứ ba, nó là giai đoạn nghiêm trọng hơn rất nhiều, và đó là cái thời kỳ mà Antichrist hiện đến mà lúc nãy chị mới nói ấy. Rồi cái giai đoạn thứ tư nữa là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn mà qua cơn đại nạn. Thế thì chúng ta, để cho chúng ta thấy được rằng là hội thánh của Chúa sẽ trải qua cái thời gian khó khăn hoạn nạn, sẽ trải qua cái cơn đại nạn, nhưng mà Chúa sẽ bảo vệ hội thánh của Chúa, giống như ở trong khải huyền chúng ta mới đọc là Chúa sẽ bảo vệ người phụ nữ hay là người đàn bà, và Ngài sẽ bảo vệ hội thánh của Ngài. Nhưng mà cũng có một cái nhóm thứ ba, đó là cái nhóm mà gì đây ạ? Mà các bạn mới đọc thấy đó là gì? Con rồng đã đến tranh chiến cùng với con cái khác, các con cái khác của con rồng giận bèn đi tranh chiến cùng các con cái khác của Đức Chúa Trời, của người đàn bà và những người vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Giêsu. Đây là cái nhóm người thứ ba, đây là cái nhóm sẽ không được bảo vệ, đây là nhóm mà sẽ bị ma quỷ, nó sẽ Antichrist lúc này nó sẽ hãm hại, hay còn nói cách khác là những người này sẽ phải đứng ở trước sự lựa chọn, một là nhận dấu con thú và thuộc về Satan, hai là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giết ngay lập tức. Cho nên rằng là chúng ta mới đọc ở trong Khải Huyền đoạn 20 mới nói rằng có những linh hồn chết chém vì gì, không nhận dấu con thú và vì chết chém. Ở trong đoạn 20 các bạn bận tâm vừa đọc á. Thế thì đây là nhóm thứ ba, nó giống như nhóm của thời kỳ Noe là nhóm ở ngoài tàu. Ở ngoài tàu, nhóm của Noe là nhóm ở gì ạ? Còn nhóm của người đàn bà hay nhóm hội thánh sẽ được ở trong tàu hay sẽ được sự bảo vệ. Thế cho nên rằng là trong thời kỳ cuối cùng này chúng ta phải vô cùng tỉnh thức chính đời sống của mình. Chúng ta sẽ luôn là sẽ có những cái sự yếu đuối, nhưng mà chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa để Chúa thêm sức chúng ta vượt qua. Chúng ta không phải là yếu đuối là chúng ta nằm luôn, hay là yếu đuối là chúng ta cứ thế mà chúng ta chiều theo tội lỗi hay là chiều theo xác thịt. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa ban sức mạnh cho chúng ta để đắc thắng tội lỗi. Amen. Nếu chúng ta không đắc thắng được thì chúng ta hãy nhờ những người mạnh mẽ hơn chúng ta, nhiều anh em hơn cầu thay chúng ta để chúng ta đắc thắng tội lỗi. Chúng ta không được phép ở trong tội lỗi, bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là nếu như chúng ta coi thường cái sự quả trách, cái cảnh báo của Đức Chúa Trời, nếu như chúng ta khinh lờn, chúng ta chiều theo những công việc của xác thịt, thì chúng ta thấy rằng là sẽ rất là có thể trong cái thời kỳ sắp tới là thời kỳ của sự khó khăn và đại nạn, thì Chúa sẽ là chúng sẽ không có bảo vệ chúng ta, đúng không ạ? Chúa sẽ cho phép chúng ta trải, không phải không bảo vệ mà Chúa cho phép chúng ta trải qua cơn đại nạn. Giống như là tôi nhớ rằng là bà Corrie Ten Boom, biết Corrie Ten Boom hay là một cái người phụ nữ khác ở trong có một cái thời điểm nọ, có một cái thời điểm tôi nhớ cái câu chuyện đó là khi mà tất cả những cái người ở khu vực làng này nói rằng họ sẽ về làng và họ sẽ lấy những cái đồ đạc quần áo của họ rồi mới họ mới bỏ đi, như lúc đó là vào trong cái cơn chiến tranh hay sao, thì có một cái người phụ nữ nghe tiếng Chúa nói, Thánh Linh phán rằng là con đừng trở về làng. Và người phụ nữ đó ngay lập tức khi mà nghe điều đó cái thì vâng lời Đức Thánh Linh, bởi vì người này rất yêu kính Chúa, nhận bén với Đức Thánh Linh, và người đó rời khỏi làng ngay lập tức. Và ngay lúc đó thì người đó khi mà quay đi thì người đó nghe tiếng bùm, có nghĩa rằng là đã có bom nổ cả cái làng đó, và những người quay trở lại để lấy đồ thì đã chết hết, bởi vì những người đó không nghe thì tiếng Chúa. Cho nên rằng là Đức Thánh Linh luôn luôn sẽ gào thét ở trong tai của chúng ta để chúng ta muốn, để Ngài muốn chúng ta nghe lời của Ngài. Nhưng mà vì tội lỗi của chúng ta cho nên rằng đôi khi Ngài sẽ không thể đến gần chúng ta được. Cho nên rằng nếu như mà chúng ta yếu đuối, chúng ta bất toàn, chúng ta phải luôn luôn cầu xin sự thương xót và sức mạnh của Chúa để chúng ta vượt qua.
để khi mà thánh linh của Chúa phán thì sẽ giống như cái người phụ nữ này, giống như sẽ con đến cái thời điểm mà Chúa nói đi con, đi khỏi thành phố con, thì thánh linh của Chúa sẽ làm điều đó, bởi vì thánh linh của Chúa đang ở ngự ở trong mỗi chúng ta, đúng không ạ? Khi mà tâm linh của chúng ta sạch và chúng ta vâng lời thì Chúa bảo đi con, có nghĩa là tâm linh của chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta đã biết Chúa ở đây thời điểm rồi, con đi, con sẽ phải lánh ra khỏi cái nơi này bởi vì đây là cái thời điểm mà Chúa báo cho con, và đây là cái thời điểm của mà chúng ta đã học về điều này, chúng ta cũng sẽ biết là đây là cái thời điểm phải rời khỏi cái thành phố này, hay rời khỏi để đi đến một cái nơi mà Chúa chỉ cho chúng ta, hoặc là cái nơi nào đó mà Chúa đã trang bị cho chúng ta, Chúa khiến cho chúng ta đã trang bị. Thế nhưng mà có những người thì khi mà Chúa nói đi con thì họ không nghe. Tôi tin rằng là không phải trong cái nhóm người trở về cái làng đó chỉ có 1.000 người phụ nữ đó là nghe được tiếng Chúa, là Chúa phán với người đó. Chúa dĩ nhiên yêu tất cả các con cái của Ngài, mà có lẽ là Ngài cũng phán với tất cả những người kia, nhưng vì họ đã không nghe tiếng Ngài, họ đã không để lòng trong sạch, cho nên họ không nghe được tiếng Chúa phán, và họ đã bị chết ở trong cái cơn hoạn nạn đó, và chết ở trong cái khi mà quân đội nó ném bom vào trong cái khu làng đó. Cho nên rằng là điều mà chị tin đó là khi mà tâm linh của chúng ta mà tận hiến cho Chúa, chúng ta nói rằng con sẽ vâng lời Ngài hết lòng và con sẽ sống cho Ngài, con sẽ luôn luôn để Chúa cai trị và giúp đỡ con, khi mà con khó khăn con sẽ nương dựa vào Ngài, thì tâm linh của chúng ta ở trong cái trạng thái đó là luôn luôn sẵn sàng. Amen. Thì khi mà Chúa gọi cái thì chúng ta biết, đúng không ạ? Chúng ta biết mà chúng ta sẽ vâng theo cái sự chỉ dẫn của Ngài. Nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất nhiều những người họ chiều theo xác thịt, những cơ đốc nhân họ chiều theo tội lỗi và họ sẽ không nghe tiếng Chúa đâu. Các bạn thấy không ạ? Có rất nhiều người họ không có nghe tiếng Chúa, giống như ngày hôm nay, kể cả tất cả mọi người nói, các cái nhà truyền giảng kể cả nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, họ nói rằng là họ cũng giao giảng là các bạn không biết là ngày mai thế nào đâu, rồi các bạn biết rằng đây là thời kỳ cuối cùng, nhưng mà chị thấy rằng có vô vàn con cái Chúa họ đâu có nghe đâu, họ đâu có biết cần biết về thời kỳ cuối cùng thế nào đâu, họ không cần biết luôn. Ngay cả nhóm thanh niên của chúng ta cũng, trong cái nhóm lớn của chúng ta có nhiều người họ cũng chẳng quan tâm nữa, mặc dù là mang tiếng là thanh niên yêu Chúa, nhưng mà nhiều người họ không quan tâm đâu. Cái số lượng người quan tâm đến những cái thời kỳ cuối cùng này và đến thời kỳ của Chúa mà muốn biết kế hoạch của Chúa là chỉ có khoảng tầm 20% đến 30% thôi. Điều đó thì thật sự đáng buồn, nhưng mà đấy là một sự thật. Cho nên là có ba nhóm cơ đốc nhân khác nhau là như vậy. Nhưng mà bạn muốn trong nhóm nào? Bạn muốn trong nhóm trai trẻ sẽ được cất lên là những cơ đốc nhân hoàn toàn bước đi trong sự vâng phục Chúa, giống như Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm. 300 là nói về đồng đi với Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng là ông đẹp lòng Chúa mà Chúa cất ông lên. Hay là các bạn muốn ở trong cái nhóm mà Chúa sẽ bảo vệ trong cơn đại nạn, hay là sẽ giống như là hộ thánh của Chúa, giống như người đàn bà này, Chúa sẽ bảo vệ trong 3 năm rưỡi đại nạn này. Mà hoặc là bạn, các bạn muốn giống như cái nhóm cơ đốc nhân khác, có nghĩa là sống không có tập trung vào Chúa, giống như nhóm cơ đốc nhân ở trong thời kỳ của Noe, có nghĩa là những người mà thỉnh thoảng nổi loạn, cũng có yêu mến Chúa, cũng có vâng lời Chúa, cũng có biết Chúa, nhưng mà không thật sự là quan tâm tới Chúa, có lúc không, không thật sự là sống cho Ngài, chỉ muốn là chiều theo những cái gì mà mình đang đeo đuổi thôi. Có nghĩa là Chúa là phần không phải là phụ lắm, nhưng mà cũng không phải là chính trong đời sống của họ. Có nghĩa là, và còn nhiều người khác thì là Chúa là phần rất là phụ ở trong đời sống của họ. Còn đối với chúng ta ở đây, phần lớn các bạn ở đây và tôi là những người mà Chúa là chính trong đời sống của chúng ta. Chương trình của Chúa là chính trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà các bạn biết rằng là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nó vượt quá những cái sự hiểu biết của chúng ta các bạn. Bởi vì Kinh Thánh nói sự khôn ngoan của Chúa là sự khôn ngoan muôn màu muôn vẻ, sự khôn ngoan vô hình vạn trạng, sự khôn ngoan mà đến nỗi các thiên sứ ngày hôm nay cũng đang mong được xem thấy những điều Đức Chúa Trời Ngài làm qua Hội Thánh, là qua chính các bạn và tôi. Các thiên sứ ngày hôm nay vẫn đang mong mỏi được nhìn thấy qua điều đó. Cho nên rằng là các bạn ơi, nếu mà các bạn yêu mến Chúa ấy, các bạn và chị yêu mến Chúa ấy, thì điều đấy là thật sự có lợi cho chúng ta vô cùng, bởi vì Chúa là đấng khôn ngoan đó. Ngài không có làm mọi thứ theo con mắt của con người, theo xác thịt hiểu đâu. Ngài chỉ nhìn vào những người nào tận hiến với Ngài. Cho nên là Ngài khen cái hội thánh, chị không nhớ hội thánh nào trong Khải Huyền, Chúa nói rằng là ngươi có ít năng lực như Ê-phê-sô. Tadenphi. Ngươi có ít năng lực nhưng mà ngươi cũng chẳng đáng. Tadenphi, đúng rồi, Tadenphi. Có ít năng lực nhưng mà, cảm ơn em. Nhưng mà ngươi gì ạ? Giữ đạo của ta.
rất là tuyệt vời. À, đúng rồi, trong câu số 8 nói là ta biết công việc ngươi này, ta mở trước mặt ngươi một cái cửa mà không ai đóng được vì ngươi có ít năng lực, nhưng mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Chúa khen hội thánh Philadelphia nhỉ. Cho nên rằng là chúng ta cũng như thế. Dẫu rằng chúng ta có ít năng lực, chúng ta bất toàn, chúng ta kém hơn những người khác rất nhiều điều. Có thể nói là kém về sự khôn ngoan, có thể các bạn và tôi kém về học thức, có thể các bạn và tôi kém về sự giàu có, vân vân. Nhưng mà Chúa nói rằng ngươi có ít năng lực nhưng ngươi sẽ giữ danh ta. Cái cách của Đức Chúa Trời nó khác với con người chúng ta lắm các bạn ạ. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng loài người nhìn bề ngoài, Đức Chúa Trời nhìn trong lòng. Đức Chúa Trời ngày không thèm nhìn vào mấy cái thứ của cải vật chất đâu các bạn ơi. Ngài không thể thèm nhìn vào mấy cái tri thức của chúng ta có đâu. Ngài chỉ nhìn vào cái người nào mà muốn phụ thuộc hoàn toàn vào nơi Ngài thôi. Amen. Cho nên rằng sứ đồ Phao-lô nói là dù ông có tất cả nhưng ông coi mọi sự lời như sự lỗ, coi mọi sự như rơm rác hết. Thì các bạn thấy rằng là ông là một trong những cái người cao cấp nhất của Sanhedrin, đó là cái hội nghị viên của người Do Thái á, là có nghĩa là tôi nghe, tôi cũng không hiểu về cái hội này quá nhiều, nhưng mà tôi nghe nói là họ là cái hội đồng cao cấp nhất của Do Thái. Phao-lô là một người trong những cái trong cái hội đồng này. Nhưng ông nói rằng ông coi mọi sự như rơm rác. Để gì? Chỉ có được một thứ thôi, đó là Đấng Christ. Chỉ có được một thứ để ông làm gì? Ông phải đi truyền giáo, ông phải gì? Thậm chí ông với bao nhiêu những khổ nạn, khó khăn đòn vọt vì danh của Chúa. Bao nhiêu những sự khổ nạn rồi ông còn phải vừa may chạy nữa, là vừa làm việc thêm mà vừa hầu việc Chúa nữa. Đây không phải là một người, cái công việc của một người cao cấp giống như là Phao-lô các bạn ạ. Nhưng mà ông coi mọi sự như lỗ, ông coi mọi sự như rông rác hết các bạn. Cho nên rằng là cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nó lạ lắm các bạn. Nó không như chúng ta hiểu đâu. Nó không như cái tầm thường của con người chúng ta thường nghĩ. Chúng ta nghĩ là ô, người kia giàu chắc Đức Chúa Trời yêu họ, Chúa ban phước cho họ. Không phải đâu. Đúng không ạ? Không phải đâu. Cái điều mà Chúa đánh giá đó là gì ạ? Chúa đặt chúng ta ở trong cương vị nào, ở trong địa vị nào, ở trong cái thời điểm nào, thì Chúa muốn chúng ta cũng hết lòng yêu mến Ngài và nương dựa vào nơi Ngài. Thế thôi. Amen. Chứ không phải là Ngài đánh giá theo cái gì con người chúng ta nhìn bề ngoài, học thức, học vấn, rồi trình độ, rồi giàu nghèo, vân vân. Cho nên rằng là cái điều mà Chúa đòi hỏi đưa chúng ta đó là một cái tấm lòng mà gì ạ? Ít năng lực nhưng mà không chối danh của Chúa, giữ vững đạo của Chúa, hết lòng tận hiến cho Ngài. Amen. Các bạn sẽ trong ngày, trong hôm nay thì chị nghĩ rằng các bạn nên suy nghĩ về điều này. Các bạn muốn làm nhóm cơ đốc nhân nào? Khi mà chị bắt đầu học được điều này trong Zion á, trong trường Kinh Thánh Zion á, khoảng 10 năm trước á, thì chị đã nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn làm nhóm người giống như Henoch. Chừng mà con biết rằng con rất là kém đi, kém thiếu và yếu đuối. Nhưng mà xin Chúa giúp cho con để con không có thỏa mãn và con không có dành những cái sự vinh hiển nào về mình trong bất cứ công việc nào mà con làm á. Chúa ơi, khi giữ con khỏi những cái sự kiêu ngạo, xin Chúa của trách con và mỗi ngày giúp con để chị vẫn ăn năn hàng ngày luôn, hàng ngày vẫn ăn năn và bất cứ lúc nào đôi khi nói xấu người khác lại đến Chúa cáo trách cũng phải ăn năn, không phải nói xấu, đôi khi cũng nói chuyện thôi, nhưng mà Chúa không đồng ý với cái điều đó. Chúa xin tha thứ cho con, lần sau con không ra nói nữa. Bất cứ những có nhiều điều trong đời sống của chúng ta mà nó mà Chúa cáo trách lắm các bạn à. Nhưng mà điều đó là điều hiển nhiên thôi, bởi vì chúng ta là dòng dõi của Adam, chúng ta cần phải qua cái sự tiến trình của sự thánh hóa. Cho nên khi gặp Chúa nó mới kết thúc được. Cho nên là sẽ còn sống trên đất này, sẽ còn trải qua tiến trình của sự thánh hóa để giống như Chúa Giê-xu hơn. Nhưng mà ao ước rằng là các bạn hôm nay sẽ học cái bài học này và sẽ giữ nó ở trong lòng của mình và sẽ cầu nguyện với Chúa. Amen. Amen. Các bạn thì muốn mình được ở trong nhóm người nào, ao ước ấy. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng là mong cho tôi được sống lại trong lần sống lại đầu tiên trong thư Philip á. Các bạn biết rằng là sứ đồ Phao-lô mà còn nói rằng mong cho tôi được sống lại trong lần sống lại đầu tiên để được cai trị với Chúa Giê-xu ấy, thì chúng ta là ai? Các bạn hiểu không ạ? Cho nên ngày hôm nay chị thấy có nhiều người, mà kể cả những người hầu việc Chúa cũng có những cái điều này. Rất nhiều người đã ở trong cái tình trạng đó là họ nghĩ rằng họ quá đủ rồi. Họ nghĩ rằng họ ổn này. Họ nghĩ chắc chắn là Chúa trở lại là họ sẽ ngon à, ngon lành à. Nhưng mà hãy nhớ rằng là sứ đồ Phao-lô nói rằng là mong cho tôi được sống lại trong lần sống lại đầu tiên. Thì các bạn và chị cần phải gì? Tỉnh thức biết bao nhiêu. Amen không hả các bạn? Bạn nào có mở ra được bạn nào đó không? Philip. Ừ.
đoạn 3, Philip đoạn 3 câu 10 nhìn câu 11, chị đọc câu 10 luôn. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và biết quyền phép của sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài. Chúng cho làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ở đây ông nói, ý ông nói là mong được sống lại trong lần sống lại thứ nhất ấy, các bạn nhé. Bởi vì sau khi mà Chúa Giêsu cai trị ở trên đất này 1000 năm thì tất cả đều sống lại, các bạn nhớ không ạ? À? Tòa án trắng và lớn ấy, các bạn đã từng đọc Khải Huyền chưa? Có ai chưa học Khải Huyền không vậy? Tòa án trắng và lớn tất cả đều, có nghĩa là sau khi mà Chúa Giêsu cai trị trên đất này 1000 năm thì tất cả đều sống lại hết nhé các bạn, tất cả sống lại. Tất cả đều được sống, tất cả đều phải sống lại và sẽ phải khai trình về công việc mình trước mặt Chúa. Thế cho nên nhưng mà duy những người mà đã được sống lại lần thứ nhất rồi thì sự chết thứ hai hay sự phán xét không còn nữa, họ chỉ nhận lãnh phần thưởng thôi. Amen. Họ không có còn, họ sẽ cai trị với Chúa trên đất 1000 năm nữa, cho nên là họ không có còn phải trải qua cái sự đoán phạt trước ngay trắng và lớn nữa. Chưa cái sự gì cái sự trả lời trước mặt Chúa nữa. Cho nên rằng là chúng ta, sứ đồ Phao-lô còn nói rằng là mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết, thì chị và các bạn và kể cả những người hầu việc Chúa cần phải cẩn thận biết bao nhiêu. Amen. Nếu như sứ đồ Phao-lô mà còn mong cho tôi được sống lại, có nghĩa rằng là ông ước ao. Ông ước ao rằng là những cái điều, cái sự chạy của ông á, ông được dựng phần trong sự thương khó của Chúa để mong được sống lại, để mong, để ao ước rằng là trong những cái sự tận hiến của mình đó, Chúa sẽ approve, Chúa sẽ nói ông rằng là ông sẽ là cái người mà xứng đáng để sống lại, để cai trị với Chúa. Dĩ nhiên không phải bằng công đức của chúng ta đâu, các bạn, không phải bằng nỗ lực riêng của chúng ta đâu. Nhưng mà tấm lòng chúng ta yêu Ngài thì điều đó nó sẽ tự phát sinh ra điều đó, sự phát sinh ra tấm lòng yêu kính Chúa mong muốn được sống lại. Chứ không phải là có nhiều người thì giống như cái hội thánh của thành Ephesus à, là họ làm rất nhiều việc nhưng mà họ là gì? Họ lại bỏ mất cái gì? Cái tình yêu ban đầu, đúng không? Hội thánh Ephesus đúng không? Chị hay bị lộn với hội thánh này với nhau, các bạn thông cảm nhá. Để chúng ta xem mở nhá. Đúng rồi, hội thánh Ê-phê-sô, Chúa nói rằng ta trách ngươi bởi vì ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Ở trong cái câu 2 nói rằng ta biết công việc ngươi này, sự khó nhọc ngươi này, sự nhịn nhục ngươi, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi rõ ràng là chúng nó là giả dối, hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào. Hội thánh Ê-phê-sô làm nhiều việc không hả các bạn? Quá nhiều việc luôn cho Chúa luôn. Nhưng mà cái mà họ không có đó là gì? Tình yêu của Chúa. Đúng không ạ? Cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là từ tấm lòng của chúng ta yêu kính Ngài, yêu kính thời gian ở riêng với Ngài để xuất phát ra những công việc đó. Chứ không phải là vì làm công việc đó mà lại quên cái thời gian với Ngài. Không đúng, đúng không ạ? Chức vụ thật đó là mình phải sinh ra từ cái thời gian chúng ta dành riêng cho Chúa, yêu kính Ngài, suy ngẫm về lời của Ngài, tương giao với Đức Thánh Linh, cầu hỏi Ngài trong những chương trình kế hoạch sắp tới Ngài muốn làm cái gì, Ngài muốn con làm cái gì và con Ngài muốn con lập kế hoạch như thế nào và ra sao. Chứ không phải là lập kế hoạch rồi hay làm rồi xong bắt đầu nói là Chúa ơi ngày giúp cho con hoàn thành đi. Cái điều đó không phải. Giống như hội thánh Ê-phê-sô này, họ mà làm rất nhiều việc, họ nhịn nhục, rồi họ không mệt mỏi, rồi họ làm việc lành, rồi rất nhiều điều, rồi họ lại rất là khôn ngoan, họ biết thử những cái người mà giả dối rất nhiều điều. Nhưng mà Chúa nói rằng là nếu mà họ không có, họ đã bỏ mất cái tình yêu ban đầu và họ đã sa sút, nếu như họ không ăn năn thì Chúa sẽ cất chân đèn. Chân đèn nói về sự mặc khải, chân đèn nói về sự bày tỏ khỏi họ. Chúa sẽ không còn bày tỏ cho họ nữa, Thánh Linh của Chúa sẽ cất khỏi. Ngài không có còn ao ước vì họ nữa. Nguy hiểm không các bạn? Bao nhiêu công việc nhưng mà Chúa nói rằng nếu mà người không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn. Rất nguy hiểm. Thế cho nên là cái điều mà Chúa muốn chúng ta không phải là những công việc của chúng ta, nhưng mà những công việc được xuất phát từ tình yêu của chúng ta, thời gian riêng tư của chúng ta cầu hỏi Ngài với Ngài. Amen. Các bạn hiểu cái khác biệt không ạ? Một cái là làm và Chúa ơi đây con làm cho Ngài đây. Chúa không cần điều đó các bạn. Nhưng mà một đằng là Chúa ơi Ngài muốn con làm gì cho Ngài? Ngài muốn con như thế nào với Ngài trong thời điểm này? Amen không các bạn? Ngài muốn con làm gì? Và Ngài muốn dành thời gian với con thêm nữa bao nhiêu hay như thế nào? Trong thời điểm nào? Chúa ơi xin giúp con để qua cái tình yêu, cái mối công giữa chúng ta với Chúa thì sẽ sinh ra chức vụ. Mà như vậy thì Chúa sẽ đẹp lòng. Đúng không ạ? Đẹp lòng. Chúa sẽ đẹp lòng bởi vì cái mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Thế thì chúng ta cần phải xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, chị và các bạn, và ao ước rằng là Chúa sẽ khiến cho chúng ta
sống gần gũi với Ngài, đẹp lòng Ngài, luôn luôn gần gũi với tấm lòng Ngài và bước đi theo tấm lòng của Ngài. Đúng không ạ? Cho nên là giống như David là một người theo lòng Chúa, thì chúng ta cũng sẽ gì ở cùng với Ngài. Và chị tin rằng là nếu như mà tấm lòng của chúng ta ao ước sẽ được giống như Henoch, ao ước giống như Noe, gia đình của Noe, thì điều đó Chúa sẽ làm thành. Nhưng nếu như chúng ta coi thường hay là khinh lờn á, sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn sống trong tội lỗi không ăn năn, thì chúng ta thấy rằng là cái kết cục nó sẽ rất là bi thảm, đúng không ạ? Không phải là đến thời kỳ của Chúa đến đâu, nhưng mà ngay bất cứ lúc nào khi mà chúng ta đã chiều theo tội lỗi thì ma quỷ nó có thể tấn công của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì tội lỗi nó sẽ mở một cái cánh cửa rất là rộng để cho ma quỷ nó có thể tấn công vào trong đời sống của chúng ta. Có những lúc Chúa thử thách chúng ta, nhưng mà phần nhiều khi là vì tội lỗi của chúng ta. Nên là khi mà chúng ta phạm tội gì đó, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ, ăn năn và bỏ, từ bỏ. Amen. Hôm nay có ai có câu hỏi gì không? Mấy bạn tắt cam còn đấy không hay ngủ mất tiêu rồi đấy. Cẩm nè, rồi Ngọc Anh, rồi Hồng Vũ, rồi Minh Quân, rồi Thùy, rồi Hình Như, rồi Thu Hà. Tôi còn thức không nhỉ, hay ngủ hết mất tiêu à? Tụi em vẫn thức, chăm chú nghe chị. chưa chịu ngủ. Con tỉnh chị ơi, Hồng Vũ nói con tỉnh chị ơi, Thu Hà nói con chị ơi. Nha, yeah, không dám ngủ luôn chị ạ. Em mê chủ đề lắm, cảm ơn bạn Hương. Có câu hỏi nào không? Thực chất ra đây là một cái chủ đề vô cùng quan trọng, nó liên quan không chỉ là đời sống của chúng ta bước đi theo Chúa trên đất này, chúng ta biết chương trình của Chúa, nhưng mà nó còn liên quan đến cõi đời đời, cái địa vị của chúng ta trong ngàn năm bình an và cõi đời đời, đúng không ạ? Chị không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào, chứ khi từ khi mà chị biết Chúa và chị biết chương trình của Chúa ấy, thì chị cảm thấy rằng là chị biết rằng là mình không có còn muốn, có nghĩa là mình không có còn muốn tập trung vào cái danh quyền lợi thế của đời này nữa các bạn, mọi thứ luôn á, nhưng mà muốn tập trung vào cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Rõ ràng chúng ta vẫn làm việc, vẫn làm kinh doanh, đúng không ạ? Thậm chí bây giờ chị còn kinh doanh chứng khoán nữa, không chỉ còn đầu tư chứng khoán nữa luôn. Chị nghiên cứu rất là nhiều về kinh tế, tại vì chị cũng tin rằng thời điểm này là thời điểm mà Chúa sẽ cho chị học hỏi về kinh tế từ những cái bộ óc của những người nổi tiếng, của những, không phải nổi tiếng mà của những cái người đứng đầu á. Không phải nổi tiếng là ý chị nói là mấy cái ca sĩ, diễn viên các thứ, cái đấy chị không quan tâm các bạn nhé. Chị cháu bao giờ, chị bao nhiêu năm nay rồi, chắc là nhiều năm nay rồi, chị không có bao giờ nghe nhạc đời luôn ấy, hiếm khi lắm. Chị không có ấy, ý chị nói rằng nó là những người nổi tiếng ấy là những người mà giàu có, những người mà gọi là những người mà có cái phẩm chất á, chứ không phải là giàu vì cái vì làm ác, làm tệ đâu, mà những người mà thật sự có tri thức á. Thế như chị biết rằng là những người đứng đầu, ví dụ như Warren Buffett, ông cũng sinh trưởng trong gia đình Presbyterian, đó là gia đình của ông là hội thánh giám lý, ba mẹ của ông là người giám lý, nhưng mà sau này ông lại không có, hình như không có đi theo Chúa. Rồi Rockefeller, đó, ông vua dầu mỏ đấy, đều là những cơ đốc nhân. Rồi Trump, gia đình của Trump là người Do Thái gốc đó, gốc Do Thái thì phải. Chị nhớ trong cuốn sách thì chị đọc về gia đình ông đó. Cho nên là đó là những cái người mà họ có phẩm chất á các bạn, những người, cho nên là chị không biết, nhưng mà thời điểm này chị tin rằng có thể là Chúa đang trang bị cho mình giống như Joseph á, không phải cho chị thôi nhờ tất cả các bạn nữa. Chúa sẽ sử dụng các bạn và trang bị cho các bạn để các bạn biết cách làm như thế nào cho nhà của Chúa trong những cái năm được mùa. Các bạn biết rằng là Joseph không phải tự nhiên mà biết quản lý đâu nha các bạn. Đúng không ạ? Joseph đã trải qua nhà Potiphar, đã trải qua trong tù ngục. Và ông đã quản lý, ông đã học những cái quản lý nhỏ hơn. Cho nên khi mà Chúa đặt ông thì ông quản lý cả cái vương quốc luôn. Thế cho nên là có thể Đức Chúa Trời này sẽ tập rèn cho các bạn và chỉ quản lý những cái nhỏ nhỏ của người khác á. Đúng như chị bây giờ đang quản lý các cái công ty của người khác, nhưng mà thực ra không phải công ty của mình. Nhưng mà công ty của người khác giống như Potiphar, giống như là Joseph quản lý cả nhà Potiphar vậy đó. Chị đang quản lý các công ty không phải của mình mà của người khác, giống như kiểu như Chúa đang tập rèn. Và Chúa cho mình hiểu về những cái kiến thức tài chính để mình giống như là để chuẩn bị cho nhà của Chúa. Và chị cũng tin là Chúa đang chuẩn bị các bạn cũng như thế nữa.
Amen. Cho nhà của Chúa để trong những cái thời gian của được mùa, trong cái thời điểm của vụ gặt, của cái lễ lều tạm này là cái thời là lễ của mùa gặt, là những linh hồn họ sẽ vào nhà. Kinh Thánh nói rõ ràng là trong cái thời kỳ cuối cùng này nhà của Chúa sẽ được vinh hiển, mà sự vinh hiển của Chúa sẽ trói rạng lên khắp trên mọi nơi trên dân tộc, bởi vì cái sự tối tăm nó càng lớn ở trên đất này. Ê-sai 60 ấy, các bạn đọc đấy là nói về thời kỳ cuối cùng này đó, thì cái sự vinh hiển của hội thánh của Chúa càng lớn, bởi vì Chúa nói vinh quang của nhà Chúa trong thời kỳ cuối cùng sẽ lớn hơn vinh quang ban đầu. Không chỉ những dấu kỳ quyền năng phép lạ đâu các bạn, kể cả chị tin là kể cả về những cái ngọn núi về kinh tế nữa, về mọi mặt đó, Chúa sẽ cho họ thấy về năng quyền của Đức Trời. Thực ra chúng ta đang chờ đợi cái điều Chúa làm, ngay cả các thiên sứ cũng không biết nha các bạn, chứ không phải là chúng ta nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ rất amazed, rất là ngạc nhiên, bởi vì Chúa của chúng ta lớn lao vĩ đại lắm. Ngài có cái chương trình của Ngài mà thậm chí các thiên sứ cũng đang, các bậc cầm quyền ở trên trời cũng đang theo dõi những cái điều mà Chúa sẽ làm qua hội thánh của Ngài, các bạn ạ. Các bạn hiểu chị nói không ạ? Cho nên kể cả chúng ta cũng sẽ chúng ta biết rằng là vinh quang sẽ như thế đấy, lớn lao sẽ như thế đấy, mà chúng ta thật sự chưa biết chính xác là Chúa sẽ làm những cái điều gì đâu. Bởi vì kính các thiên sứ trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 10 nói rằng là các thiên sứ, các bậc cầm quyền ở trên trời cũng đang mong được xem thấy những điều lớn lao vĩ đại Đức Chúa Trời Ngài làm qua hội thánh của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng này, không ạ? Amen. Cho nên rằng chúng ta đang expect, mong đợi rằng là chúng ta sẽ hiểu được, nhưng mà chúng ta bằng cái tri thức của con người chúng ta ấy, chúng ta không thể nào mà hiểu hết, nhưng mà chúng ta chỉ biết một điều, đó là khi chúng ta thật sự tận hiến cho Chúa thì chắc chắn rằng Chúa sẽ sử dụng đời sống của chúng ta vĩ đại trong thời kỳ cuối cùng này, lớn lao trong thời kỳ cuối cùng này, giống như là Chúa đã sử dụng Joseph ở trong Ai Cập, Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Cho nên rằng là chị rất là ngạc nhiên vì thời điểm này tự nhiên Chúa lại cho chị về học về kinh tế. Chị cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà chị không có quá ngạc nhiên, bởi vì chị biết những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh rằng là có lẽ Chúa đang chuẩn bị mình cho cái thời kỳ của mùa gặt, cái thời kỳ để chuẩn bị cho nhà của Chúa, bởi vì mình không có phải lo cho bản thân mình, nhưng mà mình, kể cả chị cũng không có lo cho bản thân mình, nhưng mà mình lo cho công việc của nhà Chúa, thì chắc chắn là Chúa sẽ trang bị và Chúa sẽ, chúng ta, các bạn cũng như thế và chị cũng như thế, Chúa sẽ trang bị cho các bạn và Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng này. Amen. Amen. Có ai có câu hỏi gì không? Hôm nay bài học này chúng ta có lẽ là chúng ta đi quá nhiều, nhưng mà có lẽ là đây là những điều mà các bạn thật sự cần biết. Amen. Các bạn thật sự rất là cần biết để chúng ta mạnh mẽ với Chúa, chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta không có sống kiểu nửa đời nửa đạo. Chúng ta không có kiểu sống kiểu lơ tơ mơ nữa. Không kiểu chiều theo xác thịt hay là tội lỗi, hay là chúng ta không kiểu giống như kiểu cơ đốc nhân giống như kiểu nửa đời nửa đạo, nhưng mà chúng ta thật sự là cơ đốc nhân thật của Chúa. Amen. Có ai có câu hỏi gì không? Mời chị Bích. Chuẩn bị bấm cái gì á? Bấm cái gì là biết là biết là hỏi. Không phải, tại vì nói là bài học này hay quá mà sâu sắc ý nghĩa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hằng. Amen. Tưởng đâu chị hỏi gì? Có bạn nào hỏi gì không? Minh Quân có hỏi gì không? Bạn Quyên có hỏi gì không? Em thì hay nghe những bài học như thế này, nhưng mà đôi khi mình nghe lại thì mình cảm thấy cần phải tỉnh thức nhiều hơn, mình cẩn trọng nhiều hơn. Amen. Sự nhắc nhở của Chúa cho đời sống của mình mỗi tháng mới học một lần chắc là mới nhớ được. Mình đúng biết rồi. Đó, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy nó êm đềm quá, mình không có để ý tâm đến nhiều. Nhưng mà khi mình được học lại thì Chúa đó cũng dạy dỗ thêm, như mình tỉnh tỉnh thêm trong đời sống của mình. Amen. Thực ra cái môn này nó rộng lắm các bạn. Nhưng mà chúng ta chỉ đi khái quát thôi, chứ thực ra cái môn này nó vô cùng rộng. Nó rộng lắm, nhưng mà chúng ta đang đi khái quát thôi. Nhưng mà những cái điểm chính về cái mục tiêu của chúng ta ở trong cái đời sống cơ đốc nhân thì chị đã nói gần như là cũng hơi đầy đủ mục tiêu. Amen, mục tiêu. Còn làm như thế nào, từng cái bước nhỏ đi theo, từng cái bước nhỏ một thì Chúa sẽ dẫn dắt cho từng người. Và dĩ nhiên là lời của Chúa sẽ hỗ trợ. Trong cái thời gian mình học thì lời của Chúa sẽ hỗ trợ thêm, nhưng mà Chúa sẽ dẫn dắt cho từng người biết trong thời điểm này. Nhưng mà thời điểm này là thời điểm của sự chuẩn bị ấy. Cho nên là các bạn và chị hãy chuẩn bị hết sức. Amen. Hãy chuẩn bị nhiều điều. Chị đang phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, chuẩn bị đời sống của mình trước mặt Chúa, đó là mỗi ngày rồi.
chuẩn bị cho công việc của Chúa trong những ngày sắp tới, nhiều điều và rất là nhiều điều mà chị thấy rằng là Chúa đang làm, đang hành động, và từng bước một như vậy. Rất là cần rất nhiều anh em, những người mà yêu kính Ngài cùng khải tượng để đi tới, để gây dựng công việc của Chúa trong những ngày sắp tới, để chuẩn bị cho công việc của Chúa, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào làm một mình được. Amen. Là cần rất nhiều anh em mà yêu kính Ngài, cần phải hiểu về cái thời kỳ và cần phải hiểu về khải tượng. Ai muốn nói gì không? Ai muốn nói gì hay ai muốn hỏi gì không? Nữa không? Hường, xin mời Hường, cười nhiều quá, nói đi. Hồng Vũ nói gì không? Hồng Vũ vào có nghe được khúc nào vậy? Có record lại. Có record lại, bạn nào muốn nghe lại thì ngày mai sẽ post lên trên mai hôm mốt thì đó sẽ post lên trên YouTube, các bạn nghe lại không? Nếu mà nhanh quá thì các bạn có thể nghe lại những cái đoạn kinh thánh nào các bạn ghi lại. Chị Bích raise hand à? Giơ tay, xin mời. Cảm ơn Chúa, thì chị thấy là thực sự đây là cái trọng tâm mà một cơ đốc nhân mình cần nghe. Tại vì đây là một cái sự chuẩn bị, và giống như là một cái đà để mà mình chuẩn bị mình, giống như là Hằng nói là đà, cái đà để chuẩn bị mình vào cái cơn mùa gặt và cái cơn đại nạn. Thì thế nhưng mà chị thấy là trong hội thánh thì hội thánh khác này chị không biết nhiều, nhưng mà giống như hội thánh chị thì chị thấy là nó còn rời rạc lắm, nó chưa có được rõ ràng, và nó chưa được cái giống như là cái bức tranh mà cô Hằng chia sẻ nó rõ ràng và nó rất là cấp bách. Và hội thánh thì cũng vậy, mình yêu mến Chúa cũng vậy, mình ăn năn tội rồi cũng vậy, mình cách sống với của một người cơ đốc tin kính ấy. Nhưng mà cái ý chị nói đây là vẫn chưa có nhấn mạnh cái trọng tâm là cái thời điểm cấp bách, chưa có nhấn mạnh cái trọng tâm là cái nó rất là gần rồi, và nó cần một cái sự sẵn lòng và một cái sự hết lòng tìm kiếm Chúa, và một sự sẵn sàng giống như là một cái đà để mà chạy một cuộc chạy đua nó trường, gọi là cuộc chạy đua đường dài đó, chứ không phải là nhiều khi mình thấy là cảm ơn Chúa đã dùng cô Hằng đã chia sẻ cái sứ điệp này, thì chị thấy là đúng thật là mình phải sẵn sàng và mình phải tận dụng thì giờ, như là từng ngày, tại vì mình không biết là khi nào cơn phấn hưng sẽ xảy ra và khi nào cơn đại nạn nữa, thì phải là chuẩn bị mình cái cuộc cuộc đời của mình nó phải sẵn sàng. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hằng. Có lẽ là do vì lý do là nhiều anh chị em cũng không biết thời kỳ á, nhiều anh chị em không biết. Ví dụ là thời trước cái thời điểm mà chị chia sẻ lời Chúa cho các bạn như vậy, thì có thể là vài bạn đã nghe qua phong phanh về thời kỳ cuối cùng, nhưng mà về chi tiết về cái việc chúng ta tại sao chúng ta lại phải làm như thế nào trong thời kỳ cuối cùng này, cái mục tiêu chúng ta đeo đuổi là cái gì, thì chị thấy rằng là nhiều người không biết, và thậm chí chị thấy họ chưa biết về cái điều này nhiều, phải không hả các bạn? Các bạn đồng ý không? Chị thấy hầu như các hội thánh đều không giảng về cái điều này, rất ít giảng. Thực ra họ có thể là họ chưa có hiểu biết về những cái điều này, hoặc là họ đang nghĩ về cái gì đó chị không biết, hoặc là họ chỉ nghĩ rằng yêu mình cho thế là đủ, có vẻ như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là còn cần hơn nữa, đúng không? Mà chúng ta có một cái mục tiêu, lời Chúa bày tỏ cho chúng ta, đây là lời Chúa hét cho chúng ta, nhưng mà vì không biết thôi, vì có thể là không có người giải thích, cho nên là cái mục tiêu ở trong cái thời gian sắp tới của chị cũng là của mình cũng là để xin lỗi chị Bích nhé, tại cứ xưng chị của mình cũng là cái chia sẻ những cái điều này tiếp tục ở trên YouTube, ở trên Facebook và YouTube. Trong cái thời gian này thì cảm ơn Chúa cho nghỉ làm mỹ phẩm rồi, sẽ còn không còn quảng cáo mỹ phẩm nữa. Đây là một cái lời cầu nguyện của chị, là muốn dùng cái Facebook để làm vinh hiển danh Chúa và để phục vụ Chúa. Nhưng vì quảng cáo mỹ phẩm thì cứ quảng cáo liên tục như vậy, cho nên là quảng cáo Chúa thì ít, quảng cáo mỹ phẩm thì nhiều, cho nên cũng không vui lắm đâu, thật sự trong lòng không vui lắm, vì muốn là tận hiến cho Chúa luôn cả mạng xã hội
trong tất cả những gì mà mình share đó là vì Chúa, không muốn liên quan đến mỹ phẩm nữa. Ý là không muốn là cứ bán hàng, muốn là những cái gì mà họ đọc được post từ nơi mình đó là cái gì đó đến từ Chúa. Cho nên đã cầu nguyện nhưng mà khi mà Chúa cho nghỉ thì đột ngột quá, hơi buồn buồn vì ngày hôm qua hôm kia tự nhiên công ty nói trả tiền để cho công ty, để công ty tất toán cuối năm rồi. Thế cuối cùng buồn nhưng mà thôi, cảm ơn Chúa, mình đã cầu nguyện khá lâu rồi mà mình cứ lằng nhằng không dám bỏ. Cho nên là cảm ơn Chúa thì Chúa đã cho kết thúc cái vụ mỹ phẩm này. Kết thúc còn có mấy hộp nữa thôi thì chưa cho kết thúc luôn, thì để dành Facebook dành cho Chúa. Nhưng mà đúng cái thời điểm mà muốn dành Facebook cho Chúa thì lại cái tài khoản Facebook lại bị khóa. Nên cái tài khoản mới này đa phần là người không quen thôi, chỉ có mới vài người mới ghét vào thôi, còn nhiều người không quen lắm. Còn cái Facebook kia thì không biết là khi nào nó mở cho mình, nó không có cho mình cái xác minh tài khoản hay cái gì hết. Cho nên nhờ các bạn cầu thay, chị đã phải cầu nguyện cho cái nick Facebook đó rất nhiều. Vì lần trước livestream cũng không được, mình chia sẻ lời Chúa trong cái cơn đại dịch ấy, là không có, nó không cho livestream luôn. Cho nên là xin Chúa ngài mở đường để mở cái Facebook đó ra. Và trong cái thời gian sắp tới, cái mục tiêu đó là media sẽ chia sẻ nhiều hơn cho truyền thông, và cho các anh em ở những cái khu vực họ không có thể tham dự với mình được vì nhiều lý do, thì họ có thể nghe trực tiếp ở trên Facebook và trên YouTube của mình. Thì nhờ các bạn cầu thay nhé. Và có một cái điểm này nữa này, lý do mà chị ít chia sẻ cái điều này trên mạng ấy là vì chính hội thánh của chị á, mục sư Phụng á, cũng vẫn còn đang giảng là hội thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn. Cho nên các bạn đừng lo, mọi người cứ sẽ được cất lên thôi, nên không có chuẩn bị đời sống của mình, cứ ai nên cũng thế thôi. Họ cũng chỉ biết là như vậy, cho nên mình sẽ đứng trước cái tinh thần nếu mà chia sẻ thì sẽ có thể việc bị đuổi ra khỏi hội thánh luôn á. Bởi vì mục sư giảng một kiểu mà mình nói một kiểu. Nhưng mà chị rất là buồn, bởi vì lý do là trường Zion đã dạy ở hội thánh mục sư Phụng chắc bữa nay là 13 năm rồi quá. Nhưng mà trường chưa bao giờ dám dạy môn sự tái lâm vì lý do là nhiều sự tranh cãi. Cho nên là vì mỗi người có một cái sự hiểu biết á, bởi vì cái sự hiểu biết của mọi người á, họ đã in chí rồi, họ không có mở rộng, họ không cởi mở, họ cứ in chí như vậy. Cho nên khi mà mình chia sẻ khác với họ là họ bắt đầu đối kháng, nhất là những lãnh đạo. Thế đó là lý do tại sao 13 năm trường Zion đã mở tại hội thánh của mục sư Phụng nhưng mà chưa một lần nào dạy về môn Second Coming, chưa về môn một lần nào dạy về môn tái lâm cả. Thu Hà đã học tốt nghiệp 6 năm mới tốt nghiệp ở đó, ở bên Việt Nam, chị tốt nghiệp bên nước ngoài, còn Thu Hà mới bị hết pin cho nên nào đã tốt nghiệp 6 năm ở đây rồi, và các mục sư, nhưng mà chưa có dám dạy cái môn này ở hội thánh Tổng hội Chúa Giêsu. Cho nên rằng là trong tinh thần sắp tới là có thể là phải đối mặt với lãnh đạo, với leader đấy. Nhưng mà chị biết rằng là thời điểm của Chúa gần rồi, mình phải cảnh báo dân sự của Chúa. Bởi vì giống như nghe cái bài học hôm nay, các bạn sẽ thấy rằng là các bạn bị thúc giục và cảnh báo mạnh hơn, đúng không ạ? Cho nên rằng nếu như không có cảnh báo thì dân sự của Chúa sẽ vẫn sống theo cái lối sống cũ. Nó sẽ không có một cái sự tận hiến cho Chúa, không có hiểu chương trình của Đức Chúa Trời, và không có... Cái điều đáng tiếc nhất đó là họ sẽ không giành được những cái điều đời đời mà Đức Chúa Trời cho họ. Có những cái phần thưởng đời đời, có những cái vị trí đời đời, đúng không ạ? Giống như Chúa nói rằng là gì? Từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc sẽ có những người đến ngồi đồng bàn với Abraham. Nhưng còn con bổn quốc sẽ bị liệm ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Có nghĩa rằng là những cái địa vị đó vẫn đang dành cho chị và các bạn. Chúa vẫn đang ứng tuyển những cái ứng cử viên ngồi đồng bàn với Abraham, đúng không ạ? Những người mà tận hiến cho ngài mọi thời đại. Cho nên Chúa nói là từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc không có giới hạn nha các bạn. Chúng ta vẫn đeo gửi Đức Chúa Trời, vẫn yêu kính ngài, và sẽ vẫn thế. Cho nên Chúa nói rằng là sẽ có nhiều kẻ từ rốt lên đầu và từ đầu lên rốt, là như thế. Cho nên là các bạn thấy rằng là Chúa của chúng ta công bằng không ạ? Dù chúng ta ở trong cái thời đại sau cùng này, dù chúng ta là những người làm công ở trong vườn nho giờ thứ 11 đó. Các bạn đã đọc câu chuyện này chưa? Là có những cái người mà làm công trong vườn nho giờ thứ 11 rồi. Tại vì giờ thứ 12 là hết giờ, 11 giờ là còn một tiếng nữa thôi. Nhưng mà cái người chủ vườn nho cũng trả công cho bằng cái người nào? Bằng những cái người là làm 8 tiếng, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy rằng là Chúa không công bằng à? Không phải.
Nhưng mà Chúa đã nhân từ, đúng không? Chúa nhân từ với lại tất cả mọi người. Và Chúa đánh giá theo tấm lòng. Chúa đánh giá theo tấm lòng và Chúa nhân từ với tất cả mọi người. Cho nên là chúng ta không có phải là chúng ta sinh sau, chúng ta hầu được Chúa sau mà chúng ta sẽ bị mất vương miện đâu. Hay là chúng ta sẽ không có được những cái vị trí giống như các tổ phụ của chúng ta, hay là giống như David, hay giống như các sư đồ Phaolô, hay các không. Chúng ta sẽ vẫn được nếu như chúng ta tận hiến cho Ngài. Amen. Bởi vì vẫn có những cái vị trí này vẫn mở cho chúng ta. Từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc sẽ có những người sẽ ngồi đồng bàn với Abraham, nhưng mà những con bổn quốc sẽ bị liệm ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Chúa Giêsu bảo như thế đó. Chính Chúa Giêsu chứ không phải ai. Đúng không ạ? Cho nên là các bạn và tôi vẫn còn có cơ hội đấy. Cho nên là cái điều mà tôi để, mà chị đang nói rằng là chị không muốn ngưng lại, chị không muốn trong thời gian sắp tới chị lo lắng sợ sệt về cái điều này. Bởi vì là dân sự của Đức Chúa Trời cần phải biết để những người yêu kính Ngài đạt được những cái vị trí hay những cái địa vị mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ dành cho họ. Và họ sẽ không thỏa hiệp. Dĩ nhiên rằng là chúng ta nói như thế không phải là họ sẽ nổi loạn, nhưng mà họ cũng sẽ chờ đợi cho đến khi Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng họ. Nhưng mà họ sẽ biết việc họ phải làm, họ phải trang bị như thế nào. Amen. Còn về phần chị thì chắc là chị sẽ phải đối mặt không phải một mình mục sư mà nhiều người nữa. Cho nên chị đang chuẩn bị nhiều năm, mấy năm nay chị cứ bị tranh chiến. Chúa ơi, tranh chiến tầm lâm hết đó. Bởi vì Kinh Thánh á, nó rất là rộng và để mà người ta đã biết một cái gì đó mà các bạn lại đưa một cái điều khác với cái người ta biết thì người ta thường có xu hướng đó là gì? Người ta sẽ bó lại và người ta không có open, cởi mở. Cái số lượng của người cởi mở rất là ít. Chắc là khoảng 10%, 20%. Chị cũng là một trong những cái người mà cởi mở. Về hội thánh chị ngày xưa, chị đã được học là như vậy. Nhưng mà khi mà chị sang trường thì chị thấy rằng là những cái sự giải thích đó nó khiến cho lòng của các con cái Chúa nguội lạnh và nó không có chuẩn bị. Cho rất nguy hiểm luôn á, chứ không phải đơn giản đâu các bạn. Cái điều đó nguy hiểm cho cả hội thánh. Cho nên là các bạn nào nghe cái của bà mục sư Corrie Ten Boom á, cái người mà đã thoát khỏi Đức Quốc xã, được giải phóng khỏi Đức Quốc xã trong cái cơn diệt chủng phát xít á, người phụ nữ của Chúa, bà nói rằng là hãy chuẩn bị cho sự hoạn nạn đi, bởi vì sẽ có điều đó, sẽ có sự bắt bớ, sẽ có sự hoạn nạn, sẽ có sự khó khăn, chứ đừng nghĩ rằng là sẽ không có. Amen. Vì cho nên bà đã đi khắp thế giới để bà nói về cái sứ điệp đó. Corrie Ten Boom. Chị mời chị Bích. Hằng ơi, chị cũng mới nghe bà Corrie Ten Boom. Thì bà nói là chuẩn bị sự đại nạn. Thì sẽ có giống như trong Khải Huyền nãy nói là sẽ có những người bị chết chém. Những người sẽ vì làm chứng vì Chúa Giê-xu và mà bị tử đạo. Và nhưng mà hồi nãy Hằng có nói là có ba là nhóm người giống như là được cất lên với Chúa, và những người được bảo vệ trong tàu, và những người vẫn không vâng phục thì nhưng mà họ vẫn được cứu vì họ tin. Thì Hằng có thể giải thích thêm về điều này, ý là những người chết chém có phải là những người ít vâng phục không? Có nghĩa rằng là sẽ có ba nhóm người. Như lúc nãy mình đã nói về hai nhóm người kia. Cái nhóm thứ nhất là nhóm đã được rước lên rồi giữa cơn đại nạn rồi xong. Nhóm thứ hai đó là nhóm mà giữa cơn đại nạn thì Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ, đó là nhóm người phụ nữ là thứ hai, đúng không? Nhóm người đàn bà ấy, là hội thánh. Còn nhóm thứ ba là nhóm mà sẽ bị Satan nó tranh chiến với những người đó. Tại vì trong cái thời kỳ cuối cùng này, trong cái thời kỳ cuối cùng, trong khi mà cơn đại nạn đến thì Satan nó sẽ bắt những người đó ép phải mang dấu con thú thì mới mua bán được. Là những người đó không mang dấu con thú thì có thể là sẽ bị hành hạ, sẽ phải đối mặt với sự chết. Sẽ phải đối mặt với sự chết, cho nên là sẽ bị, có thể là bị chết chém, không nhận dấu con thú mà. Tại vì không có được bảo vệ thì sẽ có nghĩa sẽ lộ diện. Nhưng mà thì như nữa là em nói rằng đó là có thể là những người mà họ, đó là cái nhóm cơ đốc nhân thứ ba, là họ không có nghe lời cảnh báo. Nếu như chúng ta là những người nghe lời cảnh báo thì chúng ta sẽ được giữ, nhưng có những nhóm sẽ không có nghe lời cảnh báo. Có nghĩa là họ là cơ đốc nhân mà họ không có thật sự nghe lời cảnh báo của Đức Thánh Linh, nghe lời cảnh báo của Chúa. Và họ vẫn giống như sống cho như thế gian, có tin Chúa, có yêu Chúa, nhưng mà kiểu như là có mức trung bình, kiểu như vậy. Giống như có nghĩa là cái nhóm này giống như là cái nhóm trong thời Noe, có nghe Chúa, có tin Chúa, nhưng mà lâu lâu thì nổi loạn, hay là lâu lâu không vâng phục.
Đó, chị hiểu không ạ? Có nghĩa là họ không nghe thì tiếng Đức Thánh Linh nói với họ. Cho nên là họ sẽ phải trải qua cái sự khó khăn của đại nạn. Thì giống như là khi, giống như em nói với chị là cái câu chuyện của cái người phụ nữ kia, khi mà Chúa kêu bà ấy đừng có vào thành, thì bà ấy ngay lập tức bà ấy nghe tiếng Chúa và bà không vào thành, và ngay lập tức khi mà bà quay đi thì bà thấy được rằng gì? Khi mà quay đi bà thấy được rằng bà thấy rằng là bên bom nó san bằng cái ngôi làng của bà luôn. Có nghĩa rằng bà đã nhất nhạy bén với Đức Thánh Linh, đúng không ạ? Cái điều đây đó là cái những cái người bước theo Đức Thánh Linh, bước theo Chúa thì sẽ nhạy bén với Đức Thánh Linh, còn những người mà chiều theo xác thịt hoặc là chiều theo tội lỗi thì họ sẽ không có nghe tiếng Chúa. Rõ ràng như thế nhưng mà Chúa vẫn thương họ, họ vẫn được cứu. Nhưng mà có thể là lúc đấy họ sẽ phải nguy hiểm đứng trước mặt Antichrist với hai sự lựa chọn: một là chết chém vì Chúa, hai là sẽ chết chém và sẽ tin Chúa Jesus sẽ được lên thiên đàng, hoặc là họ sẽ chối danh Chúa và họ nhận dấu cung thú. Ở trong hai trường hợp, một trong hai trường hợp đó. Và em tin rồi, như vậy là một trong hai trường hợp đó là họ sẽ bị bắt hại. Hoặc là khi mà hội thánh đã được cất đi rồi, đã được đem đi rồi, đã được bảo vệ rồi, thì những người này họ vẫn bị bỏ lại. Họ bị bỏ lại là như thế. Là những cái người được đem đi ấy, và người bị bỏ lại. Đã trải qua cái thời điểm khó khăn. Ok. Cái này nếu mà học kỹ hơn về môn Second Coming thì sẽ có thể rõ hơn. Có thể trong thời gian sắp tới thì sẽ chia sẻ cái môn này vào trong tối thứ tư. Ok. Cảm ơn bà. Thứ ba đúng không? Trong đầu vẫn cứ tới thứ tư. Có ai hỏi gì nữa không trước khi mà chúng ta kết thúc? Bạn Hồng Vũ có hỏi gì không? Bạn Thùy, bạn Quân, bạn Quyên, bạn nào có hỏi gì không? Bạn Quyên ngoài chăm chú lắm nè, bạn Quyên có hỏi gì không? Tâm hỏi gì không? Sao các bạn không giống chị ngày trước chị học mà chị không hỏi tầm lâm ta lạ á, ông thầy không? Ông thầy độc ma đấy, ông ấy mệt luôn á. Chị hỏi quá chừng hỏi luôn á. Cái gì chị cũng không biết á. Nhưng mà hỏi như vậy thì nó nhớ hơn các bạn ạ. À. Các bạn cứ hỏi đi, cái nào mà cứ giống như thằng nhân lớp môn đồ, nó cũng ở trong nhóm này, nó cũng hay hỏi lắm, nó hỏi tùm lum tá lả, nó hỏi đầu đuôi các thể loại luôn. Xong rồi chị cứ phải ngồi chị tra kinh thánh xong rồi chị gửi cho nó hay hỏi tùm lum hết á, nó thắc mắc nhiều thứ lắm. Nhưng mà các bạn hỏi đi, cái gì thắc mắc các bạn cứ hỏi để cho thông sáng, sau là thông suốt á, mình sẽ hiểu sâu hơn, mình nhớ hơn. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin mời Quân cầu nguyện đi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ học nhiều hơn và sâu và ấy hơn. Sâu hơn. Mình cũng sẽ phép được cầu nguyện. Đúng. Để Chúa cái này của chúng con được cảm thấy.